Tốt ha, Lưu Hoành bất đắc dĩ gật đầu, mang theo giang giật đi đến bên trong thiền điện. Thiền điện bên trong cái gì bài trí đều không có, chỉ có một cái cự đại truyền tống trận, bên trong có một tên diệt ma chiến vương thủ hộ, nhìn thấy Lưu Hoành đứng dậy có chút khom người, lại hướng giang giật cùng tiêu lãnh khom mình hành lễ. Chuẩn bị mở ra truyền tống trận, Lưu Hoành trầm giọng nói, lại quay đầu lại cùng giang giật bàn giao nói, đại nhân, ở bên trong không phải lớn tiếng ồn ào, không phải phóng thích công kích, cũng không cần ảnh hưởng người khác, nếu không sẽ bị thủ hộ bí cảnh cường giả trực tiếp chém giết. Trở ra ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện, cảm ngộ bên trong thiên địa chân đế, ở bên trong mỗi một khắc thời gian đều vô cùng chân quý, ba ngày thời gian sau ngươi sẽ bị tự động truyền tống ra. Sang giật nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ phân phó nói, đúng rồi, các ngươi có biện pháp đi điều tra thoáng cái thiên tinh giới không ta muốn xác định thoáng cái thiên tinh giới phải chăng an toàn. Lưu Hoành nghĩ nghĩ, nói ra cái này đơn giản, truyền báo tổng các là được, để tuần bên cạnh dùng bọn họ lưu ý dưới, ngươi là tuần liệp sử có tư cách này. Việc này ta đến đủ đi, đại nhân an tâm tu luyện. Tốt, Giang giật triệt để yên tâm, đi vào truyền tống trận, thủ hộ truyền tống trận diệt ma chiến vương mở ra truyền tống trận, tiêu lãnh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng thủ hộ truyền tống trận. Giống như cái này truyền tống bị người hủy đi, Giang giật có thể tự không về được. Nguyên thủy bí cảnh có thể cũng không tại địa sát giới, vạn nhất đã đến giờ Giang giật bị truyền tống đi giới diện khác, hắn tự thất trách. Còn nơi này là diệt ma khác hắn một cái địa sát các người tại cái này ngồi xếp bằng hắn ngược lại là nửa điểm không thèm để ý chắc hẳn diệt ma các cũng không dám nói cái gì ông giang giật cảm giác bạch quang lấp lánh hắn trong nháy mắt mù đầu cũng mê man tựa như say sóng dị thường khó chịu mà lại bạch quang trọn vẹn lóng lánh hơn hai canh giờ tại hắn suýt chút nữa thì ngất đi lúc hắn phát hiện bạch quang rốt cuộc biến mất một cỗ phi thường thê lương dị thường đặc thù khí tức chuyển đến nội tâm của hắn khẽ động xem ra hắn đã tới trong truyền thuyết nguyên thủy bí cảnh chương 1376 tà môn, nguyên thủy bí cảnh cảnh quan không để cho Giang giật thất vọng, giống như không tiến vào nơi này, là căn bản không cách nào tưởng tượng trong này tràng cảnh. Giang giật giờ khác này ở một khối hoàn toàn trôi nổi trên đá lớn, cái này thạch đầu là một thể, toàn thân đen nhánh, cứng rắn như sắt, phương viên có người dặm lớn. Giờ phút này trên tảng đá ngồi xếp bằng ít nhất có ngàn người, đều người mặc diệt ma các chiến giáp, rất rõ ràng không phải diệt ma các người là vào không được. Trong ngàn người thực lực thấp nhất đều là diệt ma chiến vương, không nhìn thấy một cái diệt ma chiến tướng, mà diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả ít nhất có một nửa. Những người này có ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, có kinh ngạc ngước nhìn bầu trời, có người còn đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, thậm chí trên mặt đất an tường ngủ say, nhưng không có người nào phát ra một điểm thanh âm, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Cự thạch lơ lửng tại một cái kỳ dị trong không gian, bốn phía một mảnh mông mông lung, không có rượu nhật cũng không có yêu nguyệt, chỉ có thể nhìn thấy hoàn toàn mông lung hư không, tản mát ra có chút ánh sáng, những cái kia mông mông lung mây mù còn tựa hồ đang chậm rãi nhúc nhích. Nơi này thiên địa linh khí quả nhiên nồng đậm đáng sợ, mà lại nơi này còn có một đạo dị thường thê lương, đặc thù khí tức, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Giang giật đứng tại trên đá lớn, cũng cảm giác đứng ở minh mông thiên địa bên trong, chính mình biến thành một hạt cục đá, một hạt bụi bặm là như vậy nhỏ bé, như vậy hèn mọn. Trên trời cao, kia phiến mông mông lung mây mù cho giang giật cảm giác cũng không giống là mây mù, giống như là ẩn chứa thiên địa trí lý, nhìn một chút đều làm lòng người sợ. Cái loại cảm giác này thái huyền thái huyền, mảnh thế giới này quá tốt đẹp đại, giang giật tại thời khắc này đều cảm thấy không thể hô hấp. Bá bá bá, có mấy đạo ánh mắt quét giang giật một chút, lộ ra vẻ khác lạ, lập tức khóe miệng hơi có chút đùa cợt, rất nhanh thu hồi ánh mắt không còn phản ứng giang giật. Giang giật ánh mắt bốn phía quét qua, cuối cùng rơi vào ở giữa đứng thẳng một lão giả trên thân. Người này đứng tại cửu thạch ở giữa nhất, là nhắm mắt lại, trong tay cầm một thanh kiếm, chỉ xéo mặt đất. Mà Giang giật cảm giác cả người hắn đều như một cái dấu ở vỏ kiếm bên trong bảo kiếm nhất, một khi bảo kiếm ra khỏi vỏ, ở đây bất luận kẻ nào đều phải chết. Người này hẳn là thủ hộ nguyên thủy bí cảnh trí cường giả A à khí tức thật là khủng bố, so mạch lăng thu còn muốn cường đại. Giang giật âm thầm ngờ vực vô căn cứ, lập tức giật mình tỉnh lại, ở chỗ này thời gian quý giá, bảo địa như thế cũng không thể lãng phí thời gian, hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, lập tức bắt đầu tu luyện thiên lực. Vừa tu luyện hắn lập tức cảm giác không giống với lúc trước, thần hạch bên trong thiên lực như suối nước tuôn ra, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Nương theo lấy hắn tu luyện, nồng đậm thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tràn vào trong thân thể của hắn, nhục thể của hắn dùng tốc độ khủng khiếp mạnh lên. Thật thần kỳ cảm giác, thật thần kỳ địa phương, đây là nguyên thủy bí cảnh, phía trên đạo thiên bí cảnh, hồng mông bí cảnh, cái kia còn đến cỡ nào cường đại cùng thần kỳ giang giật không cách nào tưởng tượng tại thiên nhân hợp nhất trong trạng thái hắn có thể một lòng mấy dùng có thể đồng thời một bên tu luyện nguyên lực một bên cảm ngộ pháp tắc bất quá trong này người cũng sẽ hiểu an à nếu không cũng sẽ không có người vào đây đi ngủ thử một chút cảm mộ thoáng cái cái này nguyên thủy bí cảnh bên trong thiên địa trí lý áo nghĩa pháp tắc nhìn xem có thể hay không cảm ngộ mấy cái cường đại pháp tắc giang giật thình thịch tâm động pháp tắc công kích mặc dù là phổ biến nhất nhưng muốn biến thành cường giả pháp tắc tu luyện cũng không có thể thiếu thiếu dù sao giang giật không phải đặc thù chủng tộc không cách nào có được đặc thù thần thông còn được dựa vào pháp tắc hắn dụng tâm yên lặng tại khắp nơi bên trong đi cảm ứng xuống mặt thạch đầu đi cảm ứng bốn phía phong đi cảm ứng trên không mông mông lung chậm rãi nhúc nhích mây mù đi cảm ứng cái thế giới thần kỳ này mạch lăng thu cho hắn cam đoan nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không nói dối nội tâm của hắn buông lỏng rất nhiều chỉ cần thiên tinh giới không có chuyện, hắn tại thượng giới cũng ngẩn đến an tâm. Hắn biết mình mặc dù trở thành thần ưng thành thành chủ, cá chép cá vượt long môn, nhưng đó là hư giả phồn vinh, không có thực lực, hắn chẳng phải là cái gì, chỉ là mượn Giang tiểu nô uy phong thôi. Hắn nghĩ trở lại thiên tinh giới, muốn vượt giới đi tìm Y Phiêu Phiêu, đi tìm Huyền Đế, đi tìm Giang tiểu nô, hắn còn được dựa vào chính mình. Không có thực lực cường đại, coi như hắn cho Mạch Lăng Thu quỳ xuống, Mạch Lăng Thu cũng sẽ không liếc hắn một cái. Hắn cũng không muốn quá nhiều dựa vào người khác, hắn quen thuộc dựa vào chính mình, hắn chịu đủ bị người chúa tể vận mệnh cảm giác. Tu luyện không tuế nguyệt, Giang giật cái này vừa bế quan dòng giã bế quan một ngày rưỡi thời gian, hạ giới đi qua 150-10 ngày, tiếp cận nửa năm. Giang giật u u tỉnh lại, tinh tế một cảm ứng thời gian, lại phát hiện qua đi một ngày rưỡi. Ở chỗ này tựa hồ thời gian trôi qua thật nhanh, mà chính hắn nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, trọng yếu nhất chính là một ngày rưỡi thời gian, hắn không có cái gì cảm ngộ. Tà môn, Giang giật nháy nháy mắt, theo đạo lý hắn ngộ tính không tính tranh lệch a, à? vì sao cảm ngộ lâu như vậy, thế mà không có cái gì cảm ngộ đến hắn, rõ ràng cảm giác trong này khắp nơi đều là huyền cơ, khắp nơi đều là thiên đạo chân đế, nhưng chính là sở không được, bắt không được. Ta đề nghị đại nhân trước tu luyện tới diệt ma chiến tướng sau lại đi vào, nếu không cũng quá lãng phí. Hắn nhớ tới Lưu Hoành, không hiểu có chút minh mộ, rất có thể hắn cảnh giới quá thấp, căn bản là không có cách cảm ngộ bên trong huyền cơ. Hắn thấy bên trong một lần, phát hiện thiên lực tu luyện rất không tệ, giống như không ra vấn đề, trong này ba ngày tu luyện xong, hẳn là cũng nhanh đạt tới diệt ma chiến tướng. Tiếp tục tu luyện, Giang giật không tin vào ma quỷ, nhắm mắt lần nữa bắt đầu cảm mộ, đi bắt giữ cái này bí cảnh bên trong ở khắp mọi nơi pháp tắc áo nghĩa. Nhưng mà, lần nữa đi qua một ngày thời gian, hắn bất đắc dĩ mở to mắt. Hắn có thể xác định, đừng nói ba ngày thời gian, giống như hắn chút thực lực ấy cùng linh hồn coi như ba năm đều căn bản cảm ngộ không được một tia áo nghĩa. Cảnh giới cùng linh hồn quá yếu, tựa như chú đỉnh cảnh võ giả, căn bản là không có cách cảm giác ngộ thiên giai võ kỹ. Một cái đáy giếng ếch xanh lại thế nào có thể minh bạch thế giới bên ngoài. Giang giật đắng chát cười một tiếng, không miễn cưỡng nữa, hắn một bên tu luyện thiên lực một bên tác giả ngẩn người, cũng không biết đi lĩnh hội cái gì. Hỏa diễm vật kia căn bản không cần lĩnh hội, phù thần vô thuật đối với hắn cấp bậc tới nói cũng quá yếu quá yếu pháp tắc đều không thể nhập môn, lại thế nào đi lĩnh hội thần thông hắn giống như không có bất kỳ cái gì thần thông bí tịch, chẳng lẽ bỗng dưng đi lĩnh hội. Đúng rồi, lực thần quyết, nghĩ đến thần thông bí tịch, hắn nhớ tới chính mình giống như có một bản lực thần quyết. Dù sao không có việc gì, Giang giật suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không căn cứ lực thần quyết diễn hóa một môn thần thông. Dù sao không có việc gì, ngồi nhàm chán, Giang giật lấy ra lực thần quyết bí tịch bắt đầu tìm hiểu tới. Giống như có thể diễn hóa một môn thần thông, coi như so lực thần quyết yếu gấp 10, đó cũng là rất bá đạo thần thông A. À. Vốn là tùy ý nghiên cứu một chút giết thời gian, hắn lại không nghĩ rằng thế mà mê mẩn, một mực chiều sâu bế quan bên trong, thẳng đến 3 ngày thời gian đi qua sau, hắn bị truyền tống ra ngoài mới thức tỉnh tới. Truyền tống là một kiện phi thường chuyện đau khổ, giang giật vượng vượng hồ hồ qua hơn 2 canh giờ mới bị truyền tống về diệt ma các bên trong, hắn mở mịt mở to mắt, nhìn lướt qua sau lại mơ mơ màng màng ngồi, nửa ngày cũng không lên tiếng, tuần liệp sử đại nhân, sau một lát, một mực chờ đợi đợi giang giật lưu hoành nhịn không được lên tiếng kêu lên, giang giật nhưng như cũ không có tỉnh táo lại, ngược lại kinh nghi thấp giọng thì thào, không đúng, không có đạo lý, ta cũng không phải bọn hắn nhất tộc, vì sao ta có thể tu luyện bọn hắn thần thông chẳng lẽ? Trong thân thể ta chảy xuôi bọn hắn chủng tộc huyết dịch hay là mẫu thân tộc đàn là bọn hắn hậu nhân? Tà môn sự tình phát sinh, giang giật phát hiện chính mình thế mà có thể tu luyện. Lực thần quyết, chương 1377, mỹ ảnh tộc. Lực thần tộc là hồng mông thời kỳ nhất cường đại bá đạo chủng tộc, lực thần quyết có thể tăng lên nhục thân cùng lực lượng, nhất cường đại lực thần tộc cường giả lúc ấy là vô địch tồn tại, đứng đấy cho người ta giết đều giết không chết. Chính là bởi vì lực thần nhất tộc quá mức bá đạo, sở dĩ về sau bị mấy trăm cường đại chủng tộc liên hợp tiêu diệt, tại thời kỳ viễn cổ càng là triệt để bị diệt tộc. Giang giật trước kia lật nhìn một chút tư liệu, nhiều năm như vậy không còn có phát hiện lực thần tộc, nếu có sống lực thần tộc tộc nhân, rõ ràng như vậy thể trạng đã sớm hẳn là bị phát hiện. Giang giật mơ hồ thì thào một tiếng, không để ý đến lưu hoành, tiếp tục cảm ứng một phen, xác định tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong phát hiện một tia đặc thù năng lượng màu vàng. Đây là chân thực tồn tại năng lượng, là hắn tu luyện lực thần quyết ra hiện năng lượng, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ đây quả thật là huyền hoàng chi lực nhưng vì sao không ra thần hạch bên trong mà là ra thứ 9 khỏa tinh thần bên trong quái sự A. Giang giật không nghĩ ra, hắn cũng không ngốc, sẽ không ở cái này vận dụng huyền hoàng chi lực. Hắn đôi mắt khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Lưu Hoành hỏi thiên tinh giới sự tình thế nào. Hắn tiến vào nguyên thủy bí cảnh ba ngày, hạ giới liền đi qua ba trăm thiên, thời gian dài như thế hẳn là có kết quả a. À? Lưu Hoành gật một cái nói, tuần bên cạnh dùng truyền tin tức đến đây, thiên tinh giới phụ cận có một chiếc hỗn độn thần châu, là địa sát các, hoàn toàn chính xác có mấy cái cường đại thần trận sư đang bố trí đại trận giờ phút này cũng nhanh bố trí xong đi. Tuần liệp sử, người đừng lo lắng, địa sát các muốn bảo vệ một cái nho nhỏ nhân gian mặt quá đơn giản. Hỗn độn thần châu thiên tinh giới bên ngoài. Giang giật có chút hiếu kỳ mà hỏi, thiên tinh giới khoảng cách địa sát giới xa sao có thể trực tiếp cưới hỗn độn thần châu bay đi thiên tinh giới bên ngoài vậy có phải hay không trực tiếp có thể cưới hỗn độn thần châu đi thiên tinh giới A? Tự nhiên không được, Lưu Hoành cười khổ giải thích nói, hạ giới đến thượng giới dễ dàng, thực lực đến nhẹ nhõm có thể phi thăng, nhưng thượng giới tới hạ giới lại phi thường khó khăn. Bởi vì thiên thần đều có thần uy, hạ giới không gian quá bất ổn định, cưỡng ép sáng lâm, rất dễ dàng dẫn đến hạ giới sụp đổ, đến lúc đó sẽ bị thiên địa pháp tắc trực tiếp chu sát. Mà lại muốn cưỡng ép sáng lâm cũng phi thường khó khăn, không thể từ bên ngoài trực tiếp đi vào, cần đặc thù đại trận, đây coi như là thiên địa pháp tắc đối phàm nhân tiểu giới mặt một loại bảo hộ đi. Không đúng, Giang giật hồ nghi hỏi, trước kia chúng ta giới diện bị minh khí xâm nhập, có một cái tông phái bị minh giới khống chế sau đó chúng ta hủy diệt tông phái này bọn hắn lại mở ra một cái đại trận triệu hoán minh tướng giáng lâm tại cái này minh tướng bị đánh giết về sau có người nói rất nhanh lại có minh giới đại quân giáng lâm theo người nói như vậy nhiều như vậy minh giới đại quân giáng lâm kia thiên tinh giới không thoải mái hội sụp đổ a à? cái này không giống lưu hoành giải thích nói các người giới bị minh khí xâm nhập sở dĩ giáng lâm một cái minh tướng các người giới diện sẽ không mâu thuẫn tự nhiên cũng sẽ không sụp đổ cái này minh tướng trên người có thuần chính nhất minh khí, để các người giới diện thích ứng minh tướng khí tức, sở dĩ coi như giáng lâm 100 vạn minh tướng cũng sẽ không sụp đổ. Cũng tỉ như ngươi là thiên tinh giới ra người, khí tức của ngươi đã bị thiên tinh giới chỗ quen thuộc cùng ghi chép, đến lúc đó coi như ngươi đạt đến diệt ma chiến thần cảnh giới, các người giới diện cũng sẽ không bài xích, ngươi có thể tùy ý ra vào thế giới của các ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thế để cho thần trận sư cho ngươi kiến tạo một cái đại trận giáng lâm thế giới của các ngươi. Tuần liệp sử có một ít đặc quyền, nhưng kiến tạo loại này tới hạ giới đại trận phi thường khó khăn, đoán chừng phải hao phí giá trên trời thần nguyên. Dạng này a, à, giang giật cái hiểu cái không, bất quá có thể xác định chính là hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí không có lừa hắn. Hắn nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, y phiêu phiêu không phải thần tộc sao nàng ngay từ đầu không có từng tiến vào thiên tinh giới, thiên tinh giới không có tán thành khí thức của nàng, tiến vào lúc thiên tinh giới làm sao không có sụp đổ. Việc quan hệ y phiêu phiêu thân phận, Giang giật cũng hoài nghi lực thần quyết có thể cùng y phiêu phiêu có quan hệ, hắn không muốn hỏi nhiều, chuẩn bị đi trở về điều tra thêm tư liệu. Hắn hướng tiêu lãnh nhìn thoáng qua, đứng lên nói, đi thôi, về trước đi nhìn xem. Tiêu lãnh trầm mặc đứng dậy đi theo, giang giật đi ra thiền điện, ở đại sảnh bên ngoài lại nhìn thấy một đạo uyển chuyển dáng người theo một cái thiền điện bên trong đi tới, hắn dừng lại cung kính hành lễ nói tham kiến các chủ đại nhân. Lưu hành vội vàng đi theo hành lễ, tiêu lãnh tấm kia hắn xấu vô cùng mặt thế mà cũng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt, gật đầu nói hiên viên tiểu thư tốt. Tới là hiên viên lăng yên, nàng nhàn nhạt, nhạt, nhìn thoáng qua giang giật, ánh mắt nhìn về phía tiêu lãnh nói tiêu lãnh đại nhân tốt. Cùng tiêu lãnh đánh xong chào hỏi về sau, nàng lần nữa nhìn giang giật một chút, nhàn nhạt, nhạt, nói ra tuần liệp sử, theo coi như người cấp bậc cao hơn ta, sở dĩ không cần hướng ta hành lễ, mà lại ngươi vẫn là thành chủ. Hiên viên lăng yên cuối cùng nhìn về phía Lưu Hoành, nói, Lưu Hoành, Ta đi địa sát thành một chuyến, ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, trong các sự tình ngươi xử lý xuống." Sau khi nói xong, Hiên Viên Lăng Yên trực tiếp đi ra phía ngoài, không còn có phản ứng giang giật cùng Tiêu Lãnh. Giang giật khẽ lắc đầu, xem ra vị tiểu thư này quả nhiên là địa sát thành đại gia tộc tiểu thư, tới này đảm nhiễm các chủ đoán chừng chỉ là lăn lộn cái tư lịch, tìm vàng a nếu không cái nào các chủ mỗi ngày không tại trong các, đi địa sát thành chạy a." Tiêu Lãnh hẳn phải biết Hiên Viên Lăng Yên thân phận, nhưng Giang giật không hứng thú đi tìm hiểu cái này hiên viên lăng yên rõ ràng xem thường hắn, hắn cũng không muốn dùng mặt nóng dây vào mông lạnh, mặc dù cái này mông lạnh rất nhiều người đều muốn đi đụng. Tại tiêu lãnh mang theo phía dưới, hắn về tới thần ưng thành bên trong giang phủ bên trong, thành nội rất bình tĩnh, lưu thống lĩnh hà vĩ cổ mộc báo cáo một phen, cũng phi thường bình thường. Địa sát quân toàn bộ tiếp thu, có tiêu lãnh tại không có bất luận kẻ nào dám làm loạn, để giang giật ngoài ý muốn chính là cái này ba ngày thời gian, thành nội thu được thu thuế, đạt đến 10 vạn thần nguyên. Đáng tiếc muốn thanh toán địa sát quân quân phí, còn có lớn như vậy giang phủ có rất nhiều hạ nhân, trong phủ thành chủ cũng nuôi rất nhiều người, tăng thêm thu mua bồi dưỡng gia tướng, 10 vạn thần nguyên gần như đều đã xài hết rồi, chỉ còn lại không tới hơn 2 vạn. 3 ngày hơn 2 vạn, một ngày có thể chỉ toàn kiếm 7 ngàn thần nguyên. Giang giật có chút hưng phấn, một ngày 7 ngàn một năm liền là gần 300 vạn thần nguyên, mà lại gia tướng về sau sẽ không tốn hao lớn như vậy chi tiêu, những này gia tướng cũng có thể mang đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, về sau thu nhập hội càng ngày càng nhiều. Lưu thống lĩnh đem các loại sổ sách đưa tới, Giang giật khoát tay trận lại nói, không nhìn, ta tin tưởng Lưu thống lĩnh làm người. Tốt, các người xuống dưới mau lên, cổ mục lưu lại, ta hỏi ít chuyện. Vâng, đại nhân, Lưu thống lĩnh phi thường cảm động, có loại kẻ sĩ chết vì chi kỳ cảm giác, lớn như thế khoản Giang giật thế mà hoàn toàn không nhìn, nếu là hắn hắc thần nguyên quá đơn giản. Hà Vĩ Hiếu Tâm nói chút gì, nhưng Giang giật có việc hắn cũng không tốt khuyên nhiều. Đám người xuống dưới, Giang giật lập tức hỏi thăm cổ mộc, cổ mộc, người biết thánh linh giới sao? Đương nhiên, cổ mộc rất khẳng định nói ra, tại địa giới không biết thánh linh giới người còn không nhiều, bởi vì thánh linh giới là xếp hạng thứ nhất giới diện, ngoại trừ địa giới vua không ngai mặc vũ tộc bên ngoài, coi như thánh linh giới tối cường. Mặc vũ tộc tại mặc vũ bí cảnh bên trong, bình thường rất điệu thấp thần bí, không đạt tới thần vương cấp bậc căn bản không có tư cách biết rõ. Thánh linh giới khác biệt, kia là địa giới bên ngoài đệ nhất giới mặt, thánh linh giới chúa tể là đặc thù thần tộc mị ảnh tộc. Địa giới ám sát năng lực tối cường chủng tộc, bọn hắn nếu muốn ám sát ai, ngoại trừ địa giới tối cường mấy cái kia phong vương cấp cường giả, những người còn lại hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như phong hào chiến thần đều phải chết. Ách, Giang giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng theo cổ mục cung cấp tin tức đến xem, mị ảnh tộc cùng lực thần nhất tộc hoàn toàn là không liên quan nhau chủng tộc, tuyệt đối không có khả năng cùng lực thần nhất tộc có quan hệ, vậy hắn vì sao có thể tu luyện lực thần quyết đâu? chương 1378, bại gia tử. Giang giật kỹ càng hỏi thăm một phen mị ảnh tộc tình huống, rất nhanh xác định điểm này, mị ảnh tộc cùng lực thần nhất tộc không có bất kỳ quan hệ gì. Mị ảnh tộc nhất tộc hình thể rất bình thường, không giống lực thần nhất tộc hơi một tí cao ba, bốn trượng như cự nhân. Mị ảnh tộc nhục thân cũng không mạnh, bọn hắn mạnh nhất là độn thuật cùng lực công kích. Giống như mặc phố tộc không phải tốc độ quá nhanh quá nhanh, trời sinh linh hồn cường đại, mặc phố tộc không nhất định năng lực áp mị ảnh tộc, đã nói đến mị ảnh tộc, Giang giật nội tâm khẽ động, trầm giọng dò hỏi, đi thánh linh giới khó khăn sao ta muốn đi tìm người. Khó khăn, cổ mộc lắc đầu nói, muốn vượt giới phi thường khó khăn, trừ phi địa sát các diệt ma các chiến thần các tuần bên cạnh dùng, cùng phong hào chiến thần cấp bậc cường giả. Bình thường người là căn bản không có cách nào trực tiếp đi hư không phi hành, sở dĩ người muốn đi vạn thánh giới, chỉ có thể đi địa sát thành truyền tống. Nếu như là giới diện khác còn dễ nói, mị ảnh tộc một mực bài xích ngoại tộc, muốn đi vào cần tốn hao gấp 10 thần nguyên, cụ thể số lượng ta không biết, nhưng ít nhất phải ngàn vạn thần nguyên trở lên đi. Ngàn vạn, Giang giật hít một hơi lãnh khí, hắn là thành chủ, một ngày cũng mới kiếm cái hai vạn thần nguyên, một năm tính toán 300 vạn, ngàn vạn vậy cần 3 4 năm a. Thượng giới một năm, hạ giới trăm năm, nói một cách khác hắn cần hạ giới 3 400 năm mới có thể tích lũy đầy đủ thần nguyên. 3 400 năm thời gian, y thiền bọn hắn đều hóa thành bạch cốt đi. Y phiêu phiêu mặc dù là thần tộc, kia đoán chừng cũng tuổi già sức yếu đi. Vậy đi vạn thánh giới cần bao nhiêu thần nguyên giang giật lại hỏi, cổ mục nghĩ nghĩ trả lời, vạn thánh giới là cái tiểu giới mặt A, à, cái này tiện nghi, đoán chừng mấy chục vạn thần nguyên liền có thể đi. Giang giật hiếu kỳ hỏi, tiểu giới mặt có bao nhiêu tiểu? Cổ mục giải thích nói, địa sát giới có 100 cái vạn thánh giới lớn như vậy đi, thật giống như ta nhớ rõ vạn thánh giới là phụ thuộc một cái đại giới mặt, làm sao? Chủ nhân người bên kia có bằng hữu sao? nhỏ như vậy, giang giật trong mắt lóe lên một tia thất lạc. vốn cho là huyền đế làm ăn cũng không tệ, xem ra đoán chừng còn không có hắn lẫn vào tốt. huyền đế chỉ là một cái thành nhỏ thành chủ, hắn cũng là thành chủ. đúng rồi, hắn nhớ tới tới hạ giới sự tình, hỏi lần nữa, mỹ ảnh tộc nhân có thể tùy ý tới hạ giới sao? không phải nói nhân gian mặt không gian không ổn định sao? mỹ ảnh tộc thế nhưng là thần tộc, sẽ không để cho hạ giới sụp đổ sao? cổ Mộc cảm khái nói, đây chính là mỹ ảnh tộc chỗ cường đại. Các nàng có thể nhẹ nhóm tiến vào bất luận cái gì tiểu bí cảnh, bất kỳ cái gì tiểu giới mặt, tiềm phục tại bên trong đột nhiên xuất hiện ám sát địch nhân. Bọn hắn nhất tộc có thể hoàn toàn ẩn tàng bất kỳ khí thức gì, coi như phong vương cấp cường giả đều không cảm ứng được, vô cùng kinh khủng. Phong vương cấp, lục ưng vương liền là phong vương cấp sao giang giật nhớ tới lục ưng vương. Đúng, cổ ngục gật đầu nói, có thể đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc vậy coi như cường giả, cái này phía trên có phong hào diệt ma chiến thần có thể được ban cho cho phong hào, cái kia chính là một hào nhân vật. Tỷ như mạch lăng thu tựu bị phong số cuối thu, bình thường tôn xưng hắn là cuối thu thiên sát. Phong hào chiến thần phía trên liền là phong vương cấp, địa giới đạt tới phong vương cấp cường giả không cao hơn 10 người. A à nha, giang giật bừng tỉnh đại ngộ, y phiêu phiêu có thể nhẹ nhõm ra vào thiên tinh giới xem ra không phải ngẫu nhiên, đây là mỹ ảnh tộc đặc thù thần thông. Hắn trầm ngâm một lát đứng dậy hướng phòng luyện công đi đến, hắn chuẩn bị thí nghiệm thoáng cái, nhìn xem tu luyện ra được đến cùng phải hay không huyền hoàng chi lực. Lạc ra phòng luyện công phi thường cao cấp, bên trong coi như một tên thần vương đỉnh phong đều oanh bất phá, giang giật mở ra cấm chế về sau, lập tức điều tập thứ 9 khỏa tinh thần bên trong năng lượng màu vàng, vận chuyển toàn thân. Lốp bốp, huyền hoàng chi lực trong thân thể lưu chuyển lúc, một loại cảm giác quen thuộc truyền khắp giang giật toàn thân. Hắn cũng cảm giác phục dụng phục linh đan, bắp thịt toàn thân xương cốt đều tại dùng tốc độ khủng khiếp trở nên cường đại, xương cốt còn truyền đến lốp bốp thanh âm, Hắn nắm chặt song quyền, cảm giác có dùng không hết khí lực, một quyền có thể đập chết một tên thần tướng đỉnh phong. Quả nhiên là huyền hoàng chi lực, nhục thể của ta ít nhất cường đại gấp mấy chục lần đi, lực lượng cũng cường đại gấp mấy chục lần. Đây là như thế thiếu huyền hoàng chi lực, nếu ta đem lực thần quyết đệ nhất trọng tu luyện đến đại thành chi cảnh, kia nhục thân cùng lực lượng chẳng phải đạt đến gấp trăm lần sao? Giang giật đôi mắt bày ra dọa người, hết thảy đều cùng lực thần quyết bên trên miêu tả giống nhau như đúc, hắn hai chân hơi động một chút người như như đạn pháo hướng phía trước vách tường vào tới, sau đó một quyền hung hăng nện xuống. Oanh, vách tường hơi chấn động một chút, toàn bộ phòng luyện công cấm chế quang mang lấp lánh, giang giật con mắt càng ngày càng sáng, lực lượng quả nhiên tăng lên ít nhất 30 lần, tốc độ cũng quá nhanh quá nhanh, hắn tu luyện lực thần quyết thành công. Dầm dầm rầm, giang giật cảm thấy chưa đủ nghiền lần nữa hung hăng đập mấy quyền, lúc này mới nhìn lấy mình hiện ra quang mang nắm đấm âm thầm kinh hãi. Cái này tia kinh hãi rất nhanh lại biến thành kinh nghi, lực thần quyết chỉ có lực thần nhất tộc có thể tu luyện đây là thượng giới thường thức vì sao hắn lại có thể tu luyện y phiêu phiêu cùng lực thần nhất tộc không có chút quan hệ nào giang biệt ly chứa nói chi là sinh trưởng ở địa phương thiên tinh giới người sở dĩ hắn trong huyết mạch là không thể nào chảy xuôi lực thần nhất tộc huyết dịch chẳng lẽ là vô danh công pháp vấn đề hắn nghĩ tới huyền hoàng chi lực là ra thứ chín khỏa tinh thần bên trong mà không phải ra thần hạch bên trong cái này thứ chín khỏa tinh thần một mực rất kỳ dị không chỉ có thể hấp thu cương phong năng lượng còn có thể tự động dung hợp hỏa diễm, lại có thể tu luyện ra huyền hoàng chi lực, tuyệt đối có vấn đề. Không đúng, vô danh công pháp mặc dù thần kỳ, nhưng là chỉ là lão giả thần bí sáng tạo ra. Lão giả này rất cường đại, điểm ấy không cần hoài nghi, nhưng hắn luôn không khả năng so lực thần nhất tộc còn muốn cường đại a à giống như lão giả thần bí không thể so với lực thần nhất tộc cường đại, hắn sáng tạo công pháp lại thế nào có thể kiêm dung lực thần quyết giống như lão giả thần bí so lực thần nhất tộc còn muốn cường đại hắn lại thế nào có thể sẽ chết đi ai có thể giết chết hắn. Mặc kệ, Giang giật lắc lắc đầu, mặc kệ là nguyên nhân gì, trọng yếu là hắn có thể tu luyện lực thần quyết. Hắn muốn một mực tu luyện, đem lực thần quyết tu luyện tới cực hạn, đến lúc đó vận chuyển lực thần quyết, hắn nhục thân liền có thể cường đại gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Nhục thân cường đại vạn lần là khái niệm gì? Giang giật không cách nào tưởng tượng, hắn phục dụng phục linh đan, nhục thân cường đại gấp 10, liền có thể cùng thần tướng đỉnh phong sánh vai, giống như hắn nhục thân tăng lên vạn lần, có thể hay không trực tiếp có thể cùng diệt ma chiến thần nhục thân sánh vai. Tu luyện, giang giật chuyện gì đều không để ý, lập tức ngồi xếp bằng cảm ngộ lực thần quyết, tranh thủ trước tu luyện tới đệ nhất trọng đại thành lại nói, đệ nhất trọng đại thành thế nhưng là có thể có được gấp trăm lần lực lượng. Ây, nhưng mà, giang giật bế quan dòng giã hạ giới thời gian 10 ngày, hắn phát hiện một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề hắn cảm ngộ lực thần quyết tốc độ phi thường chậm. Thời gian 10 ngày hắn vẻn vẹn chỉ có một tia tiến triển, mà tại nguyên thủy bí cảnh bên trong, lại cảm giác hết thảy đều nước chảy thành sông, tốc độ quá nhanh quá nhanh. Chẳng lẽ tại nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm ngộ tốc độ sẽ tăng lên? Giang giật trong đầu hiển hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi, nếu là như vậy sự tình liền phiền toái, nguyên thủy bí cảnh hắn chỉ có thể lại miễn phí đi vào một lần, hắn cũng không dám tùy ý tiến vào, chân quý như thế bảo địa, hắn cảnh giới thấp như vậy, đi vào thật là lãng phí. Chỉ là, giống như ở bên ngoài cảm ngộ lực thần quyết, ấn tốc độ, hắn đoán chừng phải thôi diễn cái một hai năm đệ nhất trọng mới có thể đại thành đi. Thượng giới một năm, hạ giới trăm năm, Giang giật đợi không được, hắn trầm ngâm một lát, cắn răng lần nữa đi diệt ma các. Tại hắn cùng Lư Hoành đưa ra phải vào nguyên thủy bí cảnh về sau, Lư Hoành đôi mắt co rụt lại, kém chút thổ huyết, bại ra cũng không phải Giang giật cái này bại pháp A. Phải biết diệt ma chiến vương ít nhất cần 10 năm, mới có thể tích lũy đầy đủ chiến công đi vào một lần. Trường 1379, Nguyên Thủy Linh bảo, lần nữa đi vào nguyên thủy bí cảnh, nghe thấy tới nơi này khí tức, Giang giật cũng cảm giác từ đầu đến chân đều là thoải mái. Hắn ngược lại là thư thản, rất nhiều người lại bó tay rồi, tại hắn xuất hiện một khắc này, ít nhất có hơn 100 ánh mắt quét tới, tự liền thủ hộ nguyên thủy bí cảnh tên kia sách theo kiếm cường giả đều nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái. Bất quá những này kinh dị ánh mắt, rất nhanh biến thành đùa cợt cùng mỉa mai, theo bọn hắn nghĩ, Giang giật liền là một cái bại gia tử, vào đây thuần túy là tiêu xài chiến công cùng cơ duyên. Mặc kệ giang giật là thế nào vào đây, đều không có quá nhiều ý nghĩa, hắn cái này cảnh giới vào đây căn bản cảm ngộ không đến cái gì. Giang giật mặc kệ bọn hắn, thời gian cấp bách, hắn lập tức nhập đỉnh tu luyện, đồng thời tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu lĩnh hội lực thần quyết. Quả nhiên, vừa tiến vào nơi này lĩnh hội tốc độ lập tức tăng lên mấy lần, giang giật cảm giác ở chỗ này lĩnh hội đầu óc tựa hồ dùng tốt rất nhiều. Rất nhiều thứ tưởng tượng liền rõ ràng, thôi diễn tốc độ cũng sắp gấp mấy chục lần, theo cái tốc độ này xuống dưới, hẳn là trong vòng ba ngày là có thể đem lực thần quyết đệ nhất trọng triệt để cảm ngộ. Mộ. Hắn một bên tu luyện thiên lực, đồng thời nếm thử một bên tu luyện huyền hoàng chi lực. Kết quả còn không xung đột, thần hạch cùng thứ chín khỏa tinh thần đồng thời toát ra thiên lực cùng tinh thần chi lực, nương theo lấy hắn đối lực thần quyết cảm ngộ càng ngày càng sâu, huyền hoàng chi lực tuôn ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rất tốt, Giang giật phi thường hài lòng, cũng không thèm để ý không thể cảm giác ngộ thiên địa pháp thì, toàn bộ tinh thần yên lặng đi vào. Tại nửa ngày sau, hắn thần hạch bên trong thiên lực đạt đến một phần ba lúc thiên lực rốt cuộc dị biến thiên lực kịch liệt quay cuồng lên từ từ biến sắc tại một canh giờ sau toàn bộ thiên lực biến thành ám kim sắc thiên lực khí thức rõ ràng cũng hùng hậu mạnh mẽ hơn không ít thần hạch bên trong thiên lực phi thường khó tu luyện đạt tới một phần ba về sau thiên lực hội biến sắc cái này biểu thị thiên lực cảnh giới đã đạt tới diệt ma chiến tướng cảnh giống như đạt tới hai phần ba sau hội lại biến sắc một lần cái kia chính là diệt ma chiến vương các loại trợ thần hạch bên trong tu luyện đầy về sau, thiên lực cảnh giới sẽ đạt tới diệt ma chiến thần cấp bậc, lại hướng lên mặt dựa vào trời lực là vô dụng, cần cảm ngộ cường đại pháp tác cùng đặc thù thần thông, hoặc là kỳ dị bí thuật. Thiên lực tốc độ tu luyện quả nhiên trở nên chậm, các loại trợ kim sắc thiên lực chuyển hóa làm ám kim sắc thiên lực về sau, giang giật phát hiện tốc độ ít nhất chậm gấp 10. Bất quá ám kim sắc thiên lực cùng kim sắc thiên lực uy lực chênh lệch xa, ngược lại là có thể lý giải, nếu không người người thiên lực cảnh giới đều có thể nhẹ nhõm tu luyện tới diệt ma chiến thần cấp bậc. Hắn không quan tâm thiên lực tu luyện, chuyên tâm cảm ngộ lực thần quyết, tiếp tục thôi diễn lĩnh hội. Tại một ngày rưỡi về sau, hắn lại lần nữa ngừng lại, bởi vì phát sinh tình huống ngoài ý muốn, không chỉ là hắn, toàn bộ người đều bị đánh thức. Dâm dầm dầm, trên không đột ngột vang lên một đạo trầm thấp hồng mông âm thanh, giống như là mây đen bên trong truyền đến lôi giống. Tại thời khắc này nguyên thủy bí cảnh bên trong thiên địa linh khí đột nhiên nhiễu loạn, dẫn đến tất cả mọi người không cách nào tu luyện, cho nên mới sẽ giật mình tỉnh lại. mà lại cái này trầm thấp lôi mình còn có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, để cho người ta căn bản là không có cách ổn định lại tâm thần lĩnh hội. tình huống như thế nào? Giang giật ngẩng đầu hướng trên bầu trời nhìn lại, ở bên trong mỗi một khắc thời gian đều vô cùng quý giá, hắn lực thần quyết định nhất trọng còn không có đại thành a. nếu là làm trễ nải thời gian, hắn ở bên ngoài cần lĩnh hội cực kỳ lâu. rầm rầm rầm, lôi tiếng giống dần dần lớn mấy phần trên bầu trời những cái kia như bột nhão mây mù nhúc nhích tốc độ chậm rãi tăng tốc, một cỗ không hiểu làm người ta cảm giác được khí tức một ngạt từ phía trên truyền đến. Giang giật có chút kinh hoàng hướng thủ hộ nguyên thủy bí cảnh tên kia cầm kiếm cường giả nhìn lại, lại nhìn thấy hắn mắt vẫn nhắm như cũ, không nhúc nhích như một pho tượng. A, à, hắn tại còn lại mặt người bên trên đảo qua thời điểm, phát hiện tất cả mọi người đứng lên, trong mắt tinh mang dạng dỡ, gắt gao nhìn chằm chằm trên không, tựa hồ phía trên hội đi thần nguyên, còn có một số diệt ma chiến vương đô kích động đến thân tử không đoạn run rẩy lên. chẳng lẽ thiên thượng thật hội đi thần nguyên cùng bảo vật. một đám diệt ma chiến vương diệt ma chiến thần đều như thế không bình tĩnh. giang giật có chút hiếu kỳ hướng lên trên uổng phí nhìn vài lần, hướng bên cạnh một tên diệt ma chiến vương tới gần, nhỏ giọng hỏi đại nhân chuyện gì xảy ra? kia diệt ma chiến vương ngắm giang giật một chút, một câu không nói tiếp tục nhìn lên bầu trời. giang giật ngượng ngùng sờ lên cái mũi, lại hướng cách đó không xa một người khác đi đến cười hỏi, đại ca, thiên hạ hội đi thần nguyên sao? Người này cho đáp lại, bất quá đùa cợt nhìn Giang giật một chút, phun ra hai chữ, ngớ ngẩn. Dựa vào, Giang giật trợn trắng mắt, đi trở về không hỏi, đám người này căn bản xem thường hắn, cũng sẽ không có người nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể tiếp tục nhìn lên bầu trời chờ đợi. Dầm dầm dầm, trên không thỉnh thoảng truyền đến một tiếng tiếng sấm, nhưng chính là không có động tĩnh khác. Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, hạ giới thời gian đã qua hai ngày, phía trên vẫn là oanh minh không ngừng nhưng trừ cái đó ra không có cái gì giang giật ngửa đầu nhìn hai ngày có loại cổ đều muốn đến rơi xuống cảm giác hắn dứt khoát ngồi xuống không rảnh để ý coi như thiên thượng đi trí bảo cũng không có phần của hắn nơi này gần ngàn người một nửa là diệt ma chiến vương một nửa là diệt ma chiến thần hắn có thể giành được qua người khác tất cả mọi người khẩn trương đứng đấy chỉ có giang giật một người nhàn nhã ngồi hắn tự nhiên lộ ra rất là đột ngột bất quá rất nhiều người nhìn lướt qua đến đây đều không đang chăm chú. Giang giật thực lực này hoàn toàn chính xác đối với bọn hắn tới nói không có nửa điểm uy hiếp, thuần túy liền là đi đánh xỉ dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dầm dầm dầm, lại qua một ngày, Giang giật đều nhức cả trứng, muốn đi bảo vật gì sớm một chút đi tốt, hắn thời gian quý giá, muốn dành giật từng dây tu luyện A. À. Oanh, qua sau ba canh giờ, một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên nổ vang, trực tiếp nổ Giang giật một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp lấy một cố kinh khủng uy áp chân áp mà xuống, hết thảy mọi người tại thời khắc này đều không động được, diệt ma chiến vương trực tiếp bị trấn áp đến quỳ xuống. Giang giật càng không chịu nổi, trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, mặt đều dán tại trên mặt đất, toàn thân xương cốt lốp bốp vang lên không ngừng, tùy thời có bị đè gãy cảm giác mà lại nội tạng cũng bị chấn thương. Nóng, cái này còn không phải điểm mấu chốt, trên không như bột nhão mây mù đột nhiên tách ra một đầu cái khe nhỏ, tiếp lấy một đạo cực nóng khí thức chuyển đến, giang giật hỏa long châu tại trong không gian giới chỉ, toàn thân hắn lập tức như bị gác ở trên lửa nướng dị thường khó chịu có thể ẩn ẩn nghe được một trận mùi khét lẹt huyền hoàng chi lực nhiệt độ càng ngày càng cao giang giật chỉ có thể triệu tập huyền hoàng chi lực để thân thể trong nháy mắt cường đại mấy chục lần hắn chật vật giật giật ngón tay hỏa linh châu hiển hiện bị hắn chộp trong tay hắn từng ngụm từng ngụm thở hỏa linh châu kịp thời truyền đến một đạo năng lượng loại kia cực nóng cảm giác lúc này mới biến mất hô hô hắn từng ngụm từng ngụm thở cũng không có thời gian đi chú ý trên không dị trạng. Vừa rồi hắn không có triệu tập huyền hoàng chi lực, nội tạng bị nghiêm trọng chấn động, ngay tại xuất huyết nhiều. Giờ phút này có thể đứng vững thiếu uy áp, hắn tự nhiên trước tiên vận công chữa thương, trước cầm máu. A, à, hắn đột nhiên phát hiện rất nhiều thần thức khóa chặt hắn, mà lại một cỗ nồng đậm sát khí đập vào mặt, lập tức kinh nghi mở to mắt. Kết quả nhìn thấy chính là đôi một ghen ghét vô cùng, đằng đằng sát khí đôi mắt. Tại hắn kinh nghi vạn phần lúc, trên không khe hở bên trong một đạo hồng quang đột nhiên bay vụt mà xuống, tốc độ nhanh dọa người, trực tiếp đập trúng hắn. Một cỗ so vừa rồi càng cường đại mấy lần uy áp nương theo chân áp mà xuống, để toàn thân hắn xương cốt đều trong nháy mắt vỡ vụn, thân thể biến thành đống bùn nhão, trực tiếp ngất đi. Thứ gì? Tại trước khi hôn mê, hắn ẩn ẩn cảm giác một đạo hồng quang tiến vào hắn thân thể, sau đó nhanh chóng du tẩu cuối cùng tràn vào hỏa linh châu bên trong, sau đó hắn tự triệt để ngất đi, bất tỉnh nhân sự tại hồng quang không có vào giang giật thân thể về sau trên không lôi minh biến mất không thấy bột nhão hình dáng mây mù lại tụ hợp cùng một chỗ uy áp cũng biến mất vô tung vô ảnh tất cả mọi người giờ khác này đều có thể động hiu hiu hiu, hiu vô số thân ảnh trước tiên hướng ngất đi giang giật phóng đi rõ ràng muốn cướp đoạt tiến vào giang giật thân thể cái kia đạo hồng quang nhưng ở bọn hắn vừa mới động thời điểm thủ hộ nguyên thủy bí cảnh trong tay cường giả trường kiếm đột nhiên rút ra một tấc một đạo băng lãnh thấu xương thanh âm vang lên nguyên thủy linh bảo trời sinh có linh có thể tự động chọn chủ, đã nó lựa chọn tiểu tử này, cái kia chính là trời xanh chú định. Ai dám cướp đoạt, giết không tha, còn có hắn đạt được nguyên thủy linh bảo tin tức ai dám tiết ra ngoài, diệt ma các đệ tử tổng chu diệt. Cắt cắt chương 1380, tiểu thú, thủ hộ nguyên thủy bí cảnh võ giả tại diệt ma các địa vị hiển nhiên rất cao, thực lực đoán chừng cũng là bên trong tối cường, hắn mới mở miệng không ai dám động. Nếu không coi như có thể chạy ra bí cảnh bên trong, cũng sẽ bị diệt ma các phát ra chu sát lệnh, thiên hạ dưới mặt đất không cách nào an thân. Rất nhiều người nhìn xem ngất đi như một đầu không có xương cốt bò sát giang giật, ánh mắt lộ ra một tia ghen tị và hận ý. Cái này trong mắt bọn hắn như kẻ như run dế, vận khí thế mà tốt như vậy kia nguyên thủy linh bảo cũng là mắt bị mù, nhiều cường giả như vậy thiên tài không chọn, hết lần này tới lần khác lựa chọn một cái thực lực yếu nhất. Bất quá cũng có người đối giang giật thân phận rất là hiếu kỳ, dù sao có thể liên tục tiến vào hai lần nguyên thủy bí cảnh cũng không phải người bình thường, lại lấy được nguyên thủy linh bảo nhận chủ, chẳng lẽ lại tiểu tử này có cái gì chỗ kỳ lạ hay là hắn xuất thân khác biệt, là đặc thù thần tộc là trí cường giả hậu đại, trong thân thể ẩn chứa cường đại huyết mạch. Một chút cường giả dùng thần thức quét thoáng cái giang giật, bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì giang giật mặc dù rất trẻ trung, nhưng cảnh giới cùng linh hồn quá yếu quá yếu. Nếu như là đại gia tộc tử đệ, từ nhỏ phục dụng các loại linh đan rượu dược, linh hồn không có khả năng như thế yếu. Phần lớn người ngồi xếp bằng xuống dưới, nhưng rất nhiều thần thức một mực khóa chặt giang giật. Cái này nguyên thủy linh bảo rất chân quý, là nguyên thủy bí cảnh thai ngén mà ra, ai cũng không biết dựng dục bao nhiêu năm, đến cùng là cái gì loại hình bảo vật, uy lực lớn bao nhiêu thịnh danh chi hạ bảo vật này chắc chắn sẽ không quá kém. Địa giới diệt ma các tổng các chủ đã từng ngay tại đạo thiên bí cảnh đạt được một kiện đạo thiên linh bảo, sau đó thực lực lên nhanh, theo một tên phổ thông diệt ma chiến thần trở thành phong hào chiến thần, tiếp lấy trở thành phong vương cấp cường giả, trở thành địa giới diệt ma các lão đại, Chính hắn nhiều lần nói đạo này thiên linh bảo là thiên địa kỳ vật, đối với hắn trợ giúp đặc biệt lớn. Mặc dù nguyên thủy bí cảnh so đạo thiên bí cảnh tranh lệch một cái cấp bậc, nguyên thủy linh bảo cũng chưa chắc đối võ giả trợ giúp rất lớn, nhưng rất nhiều người hay là thình thịch tâm động, nguyên man bất định, phỏng đoán lấy nguyên thủy linh bảo đến cùng có cái gì chỗ khác thường. Thời gian từ từ trôi qua, Giang giật thân thể tự động tại phục hồi như cũ, tại hạ giới thời gian trôi qua 10 ngày sau hắn u u tỉnh lại, hắn lay động một cái đầu còn không có biết rõ ràng tình huống như thế nào lúc, trong đầu đột nhiên vang lên hơn 100 đạo truyền âm. Tiểu tử, nguyên thủy linh bảo bán không ta có thể ra 500 vạn thần nguyên tăng thêm một cái cực phẩm linh khí. Tiểu lão đệ, ta là hiên đêm chiến thần, người cầm nguyên thủy linh bảo ý nghĩa không lớn, mà lại dễ dàng bị người ngấp nghé, đến lúc đó dẫn tới sát thần họa, giống như người có hứng thú chuyển bán, ta có thể trả giá hài lòng đại giới. Tiểu huynh đệ, ta là đông tà giới tổng các phó các chủ, Người muốn đi chúng ta đông tà giới sao ta mang ngươi tới, có thể cho ngươi một cái phủ vực phân các các chủ, chỉ cần ngươi đem nguyên thủy linh bảo cho ta. Hơn 100 đạo truyền âm đều là muốn cùng Giang giật giao dịch, giờ phút này phần lớn người nhìn đều bế quan, nhưng đoán chừng đều tại nhớ Giang giật nguyên thủy linh bảo đi. Giang giật lúc đầu đầu chính mê man, cái này hơn 100 đạo truyền âm vang lên, để đầu óc hắn tựa như có một vạn con con vịt đang gọi, hắn mắt trợn trắng lên lần nữa ngất đi. Lại qua một ngày, Giang giật mới tỉnh lại, lần này đồng dạng vang lên rất nhiều truyền âm, hắn nghe vài câu sau trực tiếp đóng lại giác quan thứ sáu, không tiếp thu truyền âm. Hắn nghỉ ngơi một trận, mới thấy bên trong một lần thân thể, phát hiện thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, cả người xương cốt đều bị đè gãy, nội tạng toàn bộ vỡ ra, cái này 11 ngày chỉ là để thương thế khôi phục một chút, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục còn muốn thời gian. Hắn chật vật ngồi xếp bằng, nuốt một viên thuốc chữa thương, bắt đầu vận công chữa thương, đồng thời hồi tưởng phía trước phát sinh sự tình hắn giống như chúng thưởng có một kiện dị bảo tiến vào hắn trong thân thể cuối cùng đi hỏa linh châu bên trong kia bảo vật gọi nguyên thủy linh bảo hắn tâm thần yên lặng tiến vào trong tay hỏa linh châu bên trong rất nhanh hắn phát hiện bên trong có một cái lạ lẫm khách đến thăm đây là thứ quỷ gì làm sao không sợ hỏa diễm a hơn nữa còn đang hấp thu hỏa diễm nó có mắt cái mũi lại là vật sống cái này tìm tòi cha để giang giật linh hồn chấn động hỏa long châu bên trong có một chút hỏa diễm kia là trước kia tại ma hỏa sơn mạch phụ cận tao ngộ hai cái hỏa hệ hỗn độn thú hấp thu hỏa diễm là cực lạnh cùng cực nhiệt hai loại hỏa diễm giờ phút này con quái vật kia ngay tại cực lạnh trong ngọn lửa co do đây là một cái phi thường nhỏ quái vật đoán chừng chỉ có đậu nành lớn như vậy nhưng nó không phải côn trùng ngược lại càng giống một đầu thạch sùng trẻ nhỏ có bốn cái cước trên đầu còn có một cái nho nhỏ độc giác toàn thân thành ám kim sắc bị lân giáp bao trùm cái đuôi dài nhỏ dài nhỏ đây chính là nguyên thủy linh bảo Giang giật có chút mơ hồ, hắn coi là linh bảo vậy khẳng định là một kiện bảo vật, nhưng cái này tiểu thú lại là sống, hắn có thể cảm thụ sinh mệnh khí tức. Tại hắn tâm thần yên lặng tại tiểu thú trên thân lúc, nó còn mở to mắt nhìn phía trên một chút, lập tức lại nhắm mắt lại tại trong ngọn lửa thoải mái ngủ say. Cái này tiểu thú chẳng lẽ là bởi vì hỏa long châu bên trong hỏa diễm mới lựa chọn của ta. Giang giật trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu, cẩn thận cảm ứng một phen, cũng không có phát hiện cái này tiểu thú có khí tức cường đại, cũng không có chỗ đặc biệt, hắn lại nghĩ lên vừa rồi truyền âm, có chút thình thịch tâm động. Vừa rồi giống như rất nhiều người muốn đổi cái này tiểu thú thậm chí có người ra giá 500 vạn thần nguyên cùng một cái cực phẩm linh khí mà lại có cái cường giả còn hứa hẹn cho hắn làm phủ vực phân các chủ. Bánh từ trên trời rớt xuống A, à, sang giật đang kém thần nguyên đâu, hắn muốn đi tìm y phiêu phiêu, cổ mục nói ít nhất ngàn vạn thần nguyên mới có thể truyền tống. Hắn giờ khắc này kém chút vọng động trực tiếp tìm người kia giao dịch, dù sao cái này tiểu thú nhìn cũng không có tác dụng quá lớn, chủ yếu là thực lực của hắn quá thấp. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội a? À. Hắn mở ra giác quan thứ sáu, muốn nhìn một chút phải chăng có người ra giá tiền cao hơn, đúng lúc này một đạo lạnh lùng truyền âm vang lên, để hắn đoạn tuyệt chuyển bàn ý nghĩ, truyền âm đến đến tên kia nguyên thủy bí cảnh thủ hộ giả, tiểu tử, người tốt nhất chứa bán nguyên thủy linh bảo, thứ này là nguyên thủy bí cảnh thai nghén mà ra, trời sinh có linh tính, nó đã tự động chọn chủ lựa chọn ngươi, đây là ngươi thiên đại tạo hóa. Giống như ngươi bỏ nó, rất có thể nó sẽ chết đi còn có thể sẽ phải gánh chịu thiên phạt mà lại nguyên thủy linh bảo dị thường chân quý là thiên địa dựng dục kỳ bảo về sau ngươi liền sẽ biết rõ nó vô thượng chỗ tốt rồi ngươi yên tâm có bản vương tại không ai dám cướp đoạt ngươi linh bảo bọn hắn cũng sẽ không tiết ra ngoài tin tức nếu không bản vương hội phát ra chu sát lệnh ngươi sau khi rời khỏi đây tại không có thực lực bảo trụ nó trước không nên dùng nó là được đa tạ đại nhân ta đã hiểu Giang giật mở to mắt hướng thủ hộ giả cảm kích nhìn một cái, khẽ vuốt cầm bờ môi bỗng nhúc nhích, im ắng nói mấy chữ. Thủ hộ giả hài lòng nhắm mắt lại, lại thay đổi thành một tòa pho tượng. Lúc này Giang giật trong đầu lần lượt vang lên rất nhiều truyền âm, Giang giật hoàn toàn không rảnh để ý, trực tiếp quan bế giác quan thứ sáu bế quan chữa thương, một bên tu luyện thiên lực. Thủ hộ giả nói không sai, đã cái này nguyên thủy linh bảo lựa chọn hắn, mặc kệ là bởi vì hỏa linh châu nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì, đây là lên trời đối với hắn ban ân nếu như hắn chuyển bán vậy liền vi phạm lên trời ý chí không nói bị thiên khiển chí ít hắn lương tâm băn khoăn đây chính là có linh tính sinh mệnh a à. chỉ cần người nơi này không dám cướp đoạt sẽ không thiết ra ngoài tin tức giang giật có sợ gì chi tại địa sát giới có mạch lăng thu tại lại có ai dám tự tiện xông vào ám sát hắn lại nói địa giới nhiều như vậy giới diện mỗi cái giới diện nhiều như vậy phân khác người nơi này phân biệt đến từ khác biệt phân khác Ai biết hắn đến từ địa sát giới thần âm thành ai lại hội vạn lý xa xôi truyền tống đến chỗ này sát giới, bốc lên bị diệt ma các truy sát nguy hiểm đến thần ưng thành giết người đoạt bảo. Thứ này đến cùng có cái gì chỗ khác thường, tu luyện một hồi, giang giật lại nhịn không được đi quan sát cái kia tiểu thú, nhưng này tiểu thú một mực tại nhắm mắt lại, co do thân thể ngủ say, căn bản không có phản ứng hắn ý tứ. mươi 1381, cho thể diện mà không cần. Quan sát một trận, xác định cái này tiểu thú không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, giang giật dứt khoát không đi quản. Hắn thời gian có hạn, lần này ra nguyên thủy bí cảnh về sau, ai biết lần sau vào đây là chuyện gì bằng vào năng lực của hắn nghĩ đến thu hoạch được đầy đủ chiến công, kia là khá khó khăn sự tình. Hắn một năm có tư cách vào đây hai lần, nhưng một năm liền là hạ giới trăm năm. Hắn chờ được, y thiền doãn nhược băng tô như tuyết các nàng đợi không được a à, nghĩ đến các nàng giờ phút này ngay tại thiên tinh giới trông mòn con mắt ngóng trông chính mình trở về, Giang Giật một khắc cũng không dám thư giãn. Hắn một bên tu luyện thiên lực cùng huyền hoàng chi lực, một bên hết sức chăm chú lĩnh hội lực thần quyết, tranh thủ đem lực thần quyết lĩnh hội đến đệ nhất trọng đại thành chi cảnh. Bởi vì hắn đóng lại giác quan thứ sáu, chiều sâu bế quan bên trong, sở dĩ rất nhiều người căn bản là không có cách cùng hắn truyền âm, cũng minh bạch tiểu tử này là không phải chuyển bán. Có người bắt đầu âm thầm ngờ vực vô căn cứ Giang Giật thân phận, nhưng địa sát giới có hơn một vạn cái giới diện, mỗi cái giới diện có thể có rất nhiều diệt ma các phân các không ai biết rõ Giang Giật đến đến cái kia dưới diện, cũng không có người nhận biết Giang Giật. Một người ngoại trừ, bên trái trong một góc, có một cái diệt ma chiến vương đỉnh phong thanh niên Mỹ lệ nữ tử, nàng nhìn thấy Giang Giật cũng không có cùng bất luận kẻ nào giao dịch sau thở ra một hơi thật dài, đầy mắt hưng phấn cùng kích động. Chỉ có nàng biết rõ Giang Giật thân phận, bởi vì nàng cũng là đến từ địa sát giới, còn vừa vặn nghe nói qua Giang Giật sự tình. Giang Giật, thân ưng thành thành chủ rất tốt, nàng ý vị thâm trường nhìn Giang Giật một chút, sau đó nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chờ qua tiểu nửa ngày, nàng đã đến giờ bị truyền tống ra ngoài lúc lần nữa nhìn chằm chằm Giang giật một chút, nhếch miệng mỉm cười. Giang giật không hề hay biết, vẫn như cũ đang bế quan tu luyện, ở chỗ này cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh. Cũng không phải là tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc, vẻn vẹn bởi vì ở chỗ này rất dễ dàng yên lặng đi vào, hội quên đi thời gian, Giang giật còn tại chiều sâu bế quan bên trong, chờ ba ngày thời gian vừa đến liền trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Chờ hắn lung la lung lay đầu khi mở mắt ra, phát hiện đã đến thần ưng bộ lạc diệt ma các bên trong. Lưu Hoành đoán ra thời gian đã sớm đang chờ hắn, chờ Giang giật tỉnh táo lại, mới cười hỏi tuần liệp sử, lần này nhưng có lớn cảm ngộ. Không có, Giang giật trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, thiên lực tu luyện ngược lại là tiến triển không tệ, giờ phút này đã ổn định tại thần tướng cảnh. Đáng tiếc lực thần quyết đệ nhất trọng vẫn không thể nào đại thành, giống như lại cho hắn một chút thời gian, dù là ở bên trong ngây ngốc nửa ngày cũng liền không sai biệt lắm. a, à, lưu hoành trên chán lộ ra mấy đầu hắc tuyến, vị này ta đầu óc xác định không có vấn đề sao sử dụng như thế cơ hội quý giá. tiến vào nguyên thủy bí cảnh bên trong chỉ là vì tu luyện thiên lực diệt ma các bên trong có gấp trăm lần nghìn lần thậm chí vạn lần tu luyện mật thất. hắn không biết ở bên ngoài tu luyện nếu là không phải giang giật thân phận đặc thù, lưu hoành thật muốn cho hắn hai bàn tay, cái này cỡ nào não tàn mới có thể làm ra như thế ngu ngốc sự tình a. À. Tiêu lãnh mặt xấu xí cũng hơi động một chút, hiển nhiên cũng có chút im lặng. Bọn hắn địa sát các cũng có nguyên thủy bí cảnh, tiến vào điều kiện đồng dạng rất khó. Hắn phi thường tin tưởng cái này nguyên thủy bí cảnh mỗi một lần tiến vào đều là cỡ nào khó được, tiểu tử này lại đơn giản tự tiêu xài hai lần. Cái này khiến bọn hắn đều có một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép hương vị, nội tâm đối giang giật kinh thị bất mãn rất nhiều. Giang giật cũng không cảm thấy đáng tiếc, cũng không để ý tới hai người có chút nhàn nhạt mỉa mai ánh mắt, nguyên thủy bí cảnh người nhìn hắn đều là loại ánh mắt này, hắn quen thuộc. Hắn đứng dậy muốn trở về điều tra thêm nguyên thủy linh bảo tư liệu, lưu Hoành lại đột nhiên tỉnh ngộ lại, nói ra, đúng rồi, tuần liệp sử, các chủ trở về, nàng nói muốn gặp ngươi. Hiên viên lăng yên, giang giật nao nao, nữ tử này trong lòng xem thường hắn, lại để cho gặp hắn nàng không phải đi địa sát thành sao, làm sao nhanh như vậy liền trở lại chẳng lẽ là vì chính mình nguyên thủy linh bảo. Giang giật trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, vừa rồi nguyên thủy bí cảnh bên trong người mặc dù hắn không biết cái nào, nhưng người nào biết rõ có hay không địa sát giới người bất quá nên tới tổng hội đến, giang giật cũng không có cách nào trốn tránh, chỉ có thể cắn răng nói ra, dẫn đường. Lưu Hoành mang theo giang giật đi bên phải đầu thứ nhất hành lang, nơi đó thông hướng diệt ma các hậu viện, là hiên viên lăng yên nơi ở. Đi mấy trăm trượng, quả nhiên đã tới một cái hậu hoa viên, bên trong có ba tòa nhà đơn độc tòa thành, ở giữa tòa thành bên ngoài còn có hai tên diệt ma thần vương thủ hộ. Hai người này không phải diệt ma các thống lĩnh, xem ra là hiên viên lăng yên cận vệ. Giang giật âm thầm ngờ vực vô căn cứ, hai tên thần vương thủ vệ, xem ra hẳn là có diệt ma chiến thần cấp bậc cường giả thủ hộ, cái này hiên viên lăng yên lai lịch không nhỏ a. À. Tại cửa ra vào hai tên thần vương cản lại mọi người, Lưu Hoành vừa định nói cái gì, một đạo thanh lãnh thanh âm truyền đến, tuần săn xử ra mời đến đi, Lưu Hoành trước mang tiêu lãnh đại nhân đi uống trà, ta muốn cùng tuần liệp xử đơn độc nói chút chuyện. Tiêu lãnh nhướng mày cũng không hề rời đi, chức trách của hắn là thủ hộ giang giật, mặc dù nơi này là diệt ma các, nhưng vạn nhất hiên viên lăng yên phát rồi đâu tiêu hoàng thế nhưng là nói, giang giật như xảy ra chuyện hắn cũng đừng trở về. Tiêu lãnh đại nhân, mời, lưu hoành hướng bên cạnh một cái tiền điện làm thủ thế, tiêu lãnh ánh mắt nhìn về phía giang giật, cái sau nghĩ nghĩ khoát tay nói, người đi trước đi, nơi này là diệt ma các, ta còn có thể xảy ra chuyện không thành. Giang giật mở miệng, tiêu lãnh cũng không tốt kiên trì, một tên thần vương đẩy mở cửa giang giật sải bước đi đi vào. Bên trong là một cái xinh đẹp chính điện, trang trí cũng không phải là rất xa hoa, không lướt qua chỗ để lộ ra một loại tiểu thanh mới cảm giác, sạch sẽ, lịch sự tao nhã. Ông, tại giang giật tiến vào về sau, đại sảnh cấm chế đóng lại, giang giật ánh mắt ở bên trong quét qua, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Bởi vì bên trong có hai người, ngoại trừ hiên viên lăng yên bên ngoài, còn có một thanh niên nữ tử, mà người này hắn vừa rồi tại nguyên thủy bí cảnh bên trong gặp qua quả nhiên không có chuyện tốt giang giật nội tâm thở dài hiên viên lăng yên lần này thế mà đứng dậy trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng cho giang giật giới thiệu nói tuần liệp sử vị này là ta đường tỷ hiên viên khoan thai lần này là nàng có chuyện quan trọng tìm ngươi nói nhảm giang giật nội tâm lật lên bạch nhãn không có việc gì sợ là những này các tiểu thư vung đều chẳng muốn vung hắn một chút a à. hiên viên khoan thai đứng dậy mỉm cười ngược lại là có loại như trăm hoa đua nở cảm giác Nữ tử này rõ ràng so hiên viên Lăng Yên có nữ nhân vị nhiều, một cái nhân mày một nụ cười đều cho người ta cảm giác chín mọc, trong khung đều là mỹ ý. Nàng ôn nhu thì thầm nói ra, khoan thai gặp qua tuần liệp sử đại nhân, đã sớm nghe Lăng Yên nói tuần liệp sử tuổi trẻ tài cao, là người bên trong long phượng, hiện xem xét quả nhiên danh bất hư truyền A. Ha ha, Giang giật cười nhạt một tiếng, cái này hiên viên khoan thai vừa mới gặp qua hắn, lại giả mù sa mưa nói những này hắn cũng lười nói nhảm nói ngay vào điểm chính hiên viên tiểu thư có chuyện gì quan trọng cứ nói đừng ngại đi hiên viên khoan thai gật đầu nói tuần liệp sử đại nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái khoan thai cũng không che giấu lần này tới là muốn cùng ngươi làm giao dịch ta rất thích ngươi trên người một kiện vật nhỏ giống như công tử có thể giúp người hoàn thành ước vọng điều kiện gì đều tốt nói muốn thần nguyên muốn chiến công chức vị quan trọng vị muốn người đều có thể a à, hiên viên lăng yên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ kinh nghi nhìn qua giang giật tựa hồ đang nghi ngờ Giang giật trên người có vật gì tốt thế mà để hiên viên khoan thai đều chuẩn bị hiến thân. Giang giật ngược lại là buông lỏng, hiên viên khoan thai không dám tiết ra ngoài tình báo, sợ bị nguyên thủy bí cảnh thủ hộ giả hạ chu sát lệch, theo hiên viên lang yên đều không biết điểm này đó có thể thấy được. Nội tâm của hắn cũng lực lượng tăng nhiều, chỉ cần hiên viên khoan thai e ngại thủ hộ giả, nàng cũng không dám làm loạn. Sở dĩ Giang giật trầm tư một lát, nghiêm mặt nói ra, khoan thai tiểu thư, thật có lỗi, tạm thời ta còn không muốn chuyển bán, giống như ngày nào ta muốn bán, khẳng định sẽ tìm ngươi. Ta hơi mệt chút, trước cáo từ, nói giang giật liền muốn rời khỏi, hiên viên lăng yên sắc mặt lại một lần lạnh xuống, bay nhảy đứng lên lạnh giọng nói, giang giật, đừng cho mặt không biết xấu hổ, ngươi thật đúng là cho là mình là cái nhân vật. chương 1382, Phế Bảo, tại hiên viên lăng yên trong mắt, giang giật thật đúng là không tính là gì nhân vật, mới phi thăng mấy ngày a à một cái hạ giới phi thăng nhà quê thôi. Không phải liền lại ỉ vào mạch lăng thu quan hệ, mới cho một vị thành chủ đương đương sao. Trước đó vẫn là thiên thần cảnh thực lực, gần nhất nghe nói liên tục tiêu xài hai lần tiến vào nguyên thủy bí cảnh cơ hội mới tăng lên tới thần tướng cảnh loại này con kiến hôi tại hiên viên lăng yên trong mắt chả là cái cóc khô gì. Giang giật đoán không sai, hiên viên ra tại địa sát giới phi thường nổi danh, chỉ là giang giật không biết thôi. Trên thực tế từng kinh hiên viên ra xưng bá địa sát giới mấy trăm năm, là địa sát giới tối cường bản thổ thần tộc. Bản thổ thần tộc có một cái cộng đồng nước tiểu tính, trời sinh cảm giác yêu việt bạo dạp, trong lòng xem thường hạ giới phi thăng dế nhũi. Hiên viên ra tại mấy chục năm trước xuất hiện một lần biến cố lớn, khi đó vừa lúc mạch Gia xuất hiện một cái nghịch thiên cường giả, đem hiên viên ra đánh cho kém chút tộc phá người vong, cuối cùng hiên viên ra không có cách nào chỉ có thể đầu nhập vào diệt ma các, lúc này mới bảo vệ gia tộc. Sở dĩ hiên viên ra một mực phi thường cừu thị mạch Gia, đối với mạch lăng thu cất nhắc lên giang giật tự nhiên khó chịu. Giang tiểu nô sự tình ngoại nhân cũng không cảm kích, Mạch Lăng Thu Tiêu Hoàng mấy người cũng sẽ không truyền ra. Ngoại giới truyền ngôn, Giang Giật cùng Mạch Lăng Thu có một ít quan hệ, lúc này mới đặc biệt đề bạt làm thành chủ. Nếu không, Tiêu Hoàng đầu óc không có bệnh lời nói, lại thế nào đề bạt một cái diệt ma các đệ tử đảm nhiệm thành chủ. Kỳ thật hiên viên Lăng Yên một mực hoài nghi, Giang Giật đã sớm đầu nhập vào địa sát các. Giờ phút này còn tại diệt ma các là vì điều tra tình báo, hắn là địa sát các gian tế. Sở dĩ hiên viên Lăng Yên một mực đối Giang Giật phi thường phản cảm, lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng không có cho quá nhiều mặt mũi. Hiên viên khoan thai thật xa chạy tới, đi vào địa bàn của nàng, mở ra như thế hậu đãi điều kiện, thậm chí còn ám chỉ có thể hiến thân. Tiểu tử này thế mà lên mặt hiên viên lăng yên kiềm chế thật lâu lửa giận lập tức phát tác. Giang giật chạy tới cửa ra vào, vốn định mở ra cấm chế trở về, nghe được hiên viên lăng yên bước chân ngừng lại, hắn quay đầu lại hít mắt nhìn qua hiên viên lăng yên, nhìn một lát mới nhàn nhạt, nhạt nói ra, làm sao hiên viên các chủ, có phải hay không hôm nay ta không đáp ứng, còn đi không ra cái cửa này. Hiên viên khoan thai mỉm cười lại không nói chuyện, hiên viên lăng yên dừng một chút, cắn răng nói, người nếu không cho chúng ta tỉ muội mặt mũi, hậu quả. Tự phụ, ha ha, san giật một bàn tay đập vào trên vách tường trên cơ quan đem đại môn mở ra, lúc này mới quét hai người một cái nói, khoan thai tiểu thư, người hẳn là tin tưởng tiết ra ngoài tin tức cùng cưỡng ép cướp đoạt hậu quả. Các ngươi nếu như muốn làm loạn, cái kia chính là thật tự gánh lấy hậu quả. Tiêu lãnh Giang giật quát khẽ một tiếng, Tiêu lãnh thân thể lóe lên ra ngoài cửa, nhìn chằm chằm khóa chặt hai người. Giang giật cũng không quay đầu lại nhanh chân đi ra đi, trực tiếp rời đi Hiên viên Lang yên viện tử. ầm um, các loại chờ Giang giật rời đi về sau, Hiên viên Lang yên nắm lên trên bàn một cái chén trà hung hăng đập xuống đất, đằng đằng sát khí quát Giang giật người tên nhà quê khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Bản tiểu thư mặt này tử không tìm trở về, thề không làm người. Tốt tốt hiên viên khoan thai từ đầu đến cuối đều đang mỉm cười nhìn không ra nửa điểm tức giận bộ giặc, nàng mỉm cười khoát tay nói yên muội không đáng làm một cái tiểu nhân sinh khí hắn là mạch lăng thu người chúng ta không thể động đến hắn quên đi thôi quên đi hiên viên lăng yên lặng lẽ quét qua nói ta có thể nuốt không trôi một hơi này từ nhỏ đến lớn ai dám như thế cho ta sắc mặt xem hừ hừ hắn tuyệt đối là địa sát các gian tế đừng cho ta tìm tới chứng cứ đến lúc đó ta tự tay giết hắn đúng rồi đương tỷ Người muốn cùng hắn giao dịch cái gì làm sao như vậy không thận trọng, thế mà còn muốn hiến thân cái này truyền đi đối người danh dự không tốt. Ha ha, hiên viên khoan thai đôi mắt bắt đầu mông lung, u u thở dài, nếu là hắn có thể cho ta, coi như cùng hắn chơi đùa lại như thế nào tỷ lại không giống ngươi, băng thanh ngọc khiết, tỷ là cái quả phụ thanh danh đã sớm xấu. liền muốn tăng thực lực lên, xong đi thiên giới sông sáo một phen. Còn, là bảo vật gì, ta đây không thể nói, nếu không ta sẽ bị diệt ma tổng các chu sát ta chỉ có thể nói, ta mới vừa từ nguyên thủy bí cảnh bên trong ra. Nguyên thủy bí cảnh, hiên viên lăng yên chớp chấp xuân thủy đôi mắt, đột nhiên kinh hô lên, giang giật giống như cũng vừa mới từ nguyên thủy bí cảnh ra, chẳng lẽ là. Xuyệt, hiên viên khoan thai làm cái hư thanh động tác, nghiêm mặt nói ra, được rồi, bảo vật này không thể cưỡng cầu, mà lại trời sinh có linh, nói không chừng chuyển cho ta liền sẽ chết rồi, là tỷ tỷ không có cái này phúc khí đi. Người tuyệt đối không nên làm loạn, nếu không gây nên mạch ra cùng chúng ta ra đại chiến ngươi sẽ bị gia tộc trọng phạt ta trở về giống như tiểu tử này đồng ý chuyển bán lập tức đưa tin cho ta hiên viên khoan thai đứng dậy đi ra phía ngoài giang giật vừa rồi vẻ mặt như vậy nàng nhìn ở trong mắt đối với nam nhân nàng hiểu rõ vô cùng cũng cùng muôn hình muôn vẻ nam nhân trải qua giường nàng biết rõ giang giật loại người này khó khăn nhất giải quyết mềm không được cứng không xong vốn là còn ta hy vọng bị hiên viên lang yên như thế nháo trò triệt để không đùa nguyên thủy linh bảo nàng phi thường muốn lấy được nhưng nàng sẽ không vì một bảo vật như vậy đem hiên viên ra đưa vào hiểm cảnh mà lại nàng phi thường sợ chết bảo vật có thể chậm rãi thu hoạch được thực lực có thể chậm rãi tăng lên mất mạng coi như cái gì cũng bị mất hiên viên lăng yên đem hiên viên khoan thai đưa đi truyền tống trận về sau một người trầm mặc ngồi tại tòa thành bên trong nàng trong đôi mắt đều là kinh nghi nếu không phải hiên viên khoan thai chính miệng nói đánh chết nàng đều sẽ không tin tưởng nguyên thủy bí cảnh bên trong cường giả như mây thế mà bị Giang giật đạt được nguyên thủy linh bảo. Nghĩ biện pháp đem nguyên thủy linh bảo đem tới tay, thực lực của ta khẳng định liền có thể bay vào tính tăng lên, đến lúc đó tiểu ưng vương liền sẽ không coi thường ta, còn có thể sẽ yêu ta. Hiên viên lăng yên thấp giọng nỉ non, như nước mùa xuân đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng đột nhiên quát khẽ, hiên viên tiến, người phái đỉnh cấp mật thám, thời khắc chú ý Giang giật tình huống. Có tình huống đặc biệt lập tức báo cáo, chú ý đừng bị tiêu lãnh phát hiện. Tuân mệnh, tiểu thư, một đạo u hồn đột nhiên bay ra hóa thành một đạo u phong hướng ra phía ngoài lướt tới rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh giang giật về tới giang phủ trước tiên tìm tới cổ mộc để hắn đi tìm nguyên thủy linh bảo tư liệu nguyên thủy linh bảo phi thường chân quý nếu không hiên viên khoan thai cũng sẽ không theo địa sát thành vạn lý xa xôi đuổi tới thần ưng thành cổ mộc là hồn nô là tuyệt đối sẽ không tiết ra ngoài tin tức giang giật rất yên tâm sau gần nửa canh giờ cổ mộc trở về mang đến một quyển sách nhỏ hắn thấp giọng nói ra, chủ nhân, đây là lạc gia tàng thư, người bản giao ngàn vạn muốn giữ bí mật, sở dĩ ta không dám đi địa sát các cùng diệt ma các tìm, tại lạc gia tàng thư bên trong tìm tới một phần tư liệu. Tốt, người đi xuống đi, Giang giật nhẹ gật đầu, lật xem sách nhỏ, sổ bên trong ghi chép tin tức không nhiều. Bất quá sau khi xem xong, Giang giật đối với Nguyên Thủy Linh bảo có một chút hiểu rõ. Thiên địa có linh, rất nhiều kỳ dị địa phương đều có thể dựng dục ra thần kỳ tồn tại. Tỷ như hỗn độn thú, liền là thiên địa dựng dục mà ra, cái này nguyên thủy linh bảo là nguyên thủy bí cảnh thai ngén mà ra. Trong lịch sử xuất hiện nguyên thủy linh bảo có ba loại, một loại là thần binh chiến giáp đặc thù thần khí loại bảo vật, cái này bảo vật uy lực rất lớn, nhưng so sánh cực phẩm thần khí. Còn có một loại thì là thiên địa mỹ linh, có được sinh mệnh mỹ linh, loại này mỹ linh có được các loại cổ quái thần thông. Loại thứ ba lại là phế bảo, phế bảo có thể là loại thứ nhất, cũng có thể là là loại thứ hai, thuộc về không có tác dụng quá lớn nguyên thủy linh bảo, bất quá loại này tỷ lệ phi thường nhỏ. Ngoá, nhìn thấy phế bảo giới thiệu, Giang giật lại cảm ứng thoáng cái hỏa linh châu bên trong cái kia tiểu thú, nội tâm của hắn hơi hồi hộp một chút, hắn cũng không có cảm ứng được cái này tiểu thú có bất kỳ khí thức cường đại, chẳng lẽ lại đây là phế bảo theo trên sách nói, loại thứ hai thiên địa mị linh nhận chủ về sau, sẽ cùng chủ nhân có tinh thần liên hệ, cái này tiểu thú nhưng căn bản cùng hắn không có bất kỳ cái gì tinh thần liên hệ. Chương 1383, miễn phí tay chân. Tinh tế cảm ứng mấy lần, Giang giật cảm giác không đúng, giống như đây là phế bảo, nó xuất hiện thời điểm nguy áp lại như thế kinh khủng. Mà lại giờ phút này chỉ tiểu thú ngay tại hỏa linh châu bên trong, còn tại cực hàn trong ngọn lửa ngủ say, lại tại chậm rãi hấp thu hỏa diễm, bình thường Mỹ Linh có thể chịu được khủng bố như thế hỏa diễm. Nghĩ đến một trận giang giật vẫn là không nghĩ ra, hắn cũng không dám đi diệt ma các cha tư liệu, sợ làm cho hiên viên lăng yên chú ý. Hắn dứt khoát ném ở một bên, chờ qua một đoạn thời gian tiểu thú sau khi tỉnh lại lại nói hắn đi phòng luyện công, vận chuyển huyền hoàng chi lực, khảo nghiệm thoáng cái lực lượng, phát hiện lực lượng tăng lên 6-70 lần, nhục thể của hắn hẳn là ít nhất nhưng so sánh phổ thông thần vương cảnh. Chờ thứ nhất trọng đại viên mãn đạt tới gấp trăm lần tăng phúc về sau, bằng vào nhục thân hẳn là có thể lực kháng thượng giai thần vương, thậm chí thần vương đỉnh phong. Đương nhiên, đây là trên lý luận toán pháp, trên thực tế khẳng định kém một chút, dù sao thần vương đỉnh phong trên thân cơ bản đều có thượng phẩm thần khí, mà lại có đặc thù pháp tắc thần thông hoặc là bí thuật, người khác cũng sẽ không đứng đấy cho hắn thẻ. Muốn tăng lên lực công kích, còn được cần cường đại hỏa diễm phối hợp. Phải nghĩ biện pháp đi tìm cường đại hỏa diễm, còn muốn rất nhiều rất nhiều hỏa diễm. Lại phối hợp lực thần quyết phòng ngự cùng tốc độ, ta hẳn là có thể chính diện lực kháng thần vương đỉnh phong. Bất luận cái gì võ giả đơn phương cường đại đều là vô dụng. Trừ phi phương diện đó cường đại đến nghịch thiên tình trạng, tỉ như mặc vô tộc, bọn hắn bằng vào biến thái tốc độ cùng móng vuốt sắc bén liền có thể quét ngang địa giới lực thần quyết chỉ có thể tăng lên nhục thân cường độ nói một cách khác chỉ có thể tăng lên phòng ngự cùng tốc độ cùng lực lượng bất quá lực thần quyết càng trọng điểm phòng ngự lực lượng cùng tốc độ chắc chắn sẽ không quá biến thái lực công kích càng yếu hơn nếu như không có cường đại thủ đoạn công kích phối hợp giang giật vận chuyển lực thần quyết chỉ có thể là một miếng thịt lá chắn thôi hắn chỉ là vận chuyển một tiêu huyền hoàng chi lực Sở dĩ không có quá nhiều cảm giác suy yếu, như hắn khai chiến đại lượng vận chuyển huyền hoàng chi lực, chờ huyền hoàng chi lực tiêu hao hết về sau, thân thể của hắn hội cực độ suy yếu. Như hắn không có cường đại lực công kích, không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, chờ thân thể suy yếu lúc, vậy cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Thứ chín khỏa tinh thần phi thường thần kỳ, có thể dung hợp cường đại hỏa diễm, hắn có hỏa linh châu căn bản không sợ hỏa diễm nhiệt độ cao. Cái này có thể để hắn có một loại cường đại thủ đoạn công kích chỉ cần tìm được đại lượng cường đại hỏa diễm, không ngừng dung hợp, sinh ra càng biến thái hỏa diễm, lại phối hợp lực thần quyết vậy liền hoàn mỹ. Trước lĩnh hội lực thần quyết đi, các loại chờ tu luyện tới đệ nhất trọng đại viên mãn về sau, lại đi ra tìm kiếm cường đại hỏa diễm. Giang giật quyết định chủ ý, ra ngoài hỏi thăm cổ mộc một phen, xác định thành nội rất bình tĩnh sau vung tay mặc kệ, đi phòng luyện công bế quan. Lực thần quyết đệ nhất trọng đã thôi diễn hơn phân nửa, sẽ đại thành, gấp trăm lần nhục thân tăng phúc kia là rất biến thái tồn tại. Nhưng là, cảm ngộ hạ giới thời gian một tháng sau, Giang giật bất đắc dĩ ngừng tu luyện, lực thần quyết quá mức huyền diệu thâm ảo, ở bên ngoài thôi diễn tốc độ quá chậm quá chậm, một tháng thời gian cũng không sánh bằng tại nguyên thủy bí cảnh bên trong cảm ngộ thời gian một nén nhang. Ăn đã quen sơn chân hải vị, lại đi ăn màn thầu rau dại, đổi lại ai cũng sẽ không dễ chịu. Nội tâm một khi có ý tưởng, tâm thần tự loạn, tu luyện hội chậm hơn, sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính xem ra cần phải nghĩ biện pháp vào nguyên thủy bí cảnh bên trong đi nha giang giật sờ lên cái mũi rất là hoài niệm tại nguyên thủy bí cảnh bên trong hương vị ở trong đó khí thức đừng nói tu luyện coi như ở bên trong đứng một lúc đều cảm thấy thoải mái nhục thân cũng có thể chậm rãi tăng cường cũng không biết phía trên đạo thiên bí cảnh hồng mông bí cảnh sẽ có bao nhiêu thần kỳ ngồi một hồi hắn không từ bỏ mở ra cấm chế quát lạnh nói tiêu lãnh hiu một đạo hắc ảnh bay ra tiêu lãnh thời khắc đều tại phụ cận thủ hộ xem như rất tận tụy. Giang giật nhìn thấy tiêu lãnh tấm kia hắn xấu vô cùng mặt, có chút cảm kích đứng lên nói, trong khoảng thời gian này vất vả tiêu lãnh đại nhân. Chỗ chức trách, không dám giành công, tiêu lãnh lạnh băng băng đáp lại nói. Giang giật nói đến chính sự, do hỏi, tiêu lãnh, ngoại trừ hàng năm miễn phí tiến vào hai lần nguyên thủy bí cảnh, nhưng còn có biện pháp còn lại đi vào. Tiêu lãnh mặt co lại, càng thêm xấu mấy phần, nội tâm của hắn đều mắng mẹ, ngoài miệng chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, biện sát các, diệt ma các, chiến thần các tiến vào tam đại bí cảnh đều điều kiện đều không khác mấy, đều phi thường khó khăn. Diệt ma các giống như diệt ma chiến vương một năm có thể miễn phí đi vào một lần, ngươi là tuần liệp sử lại có thể đi vào một lần, trừ cái đó ra không có khác đặc quyền, ngươi muốn đi vào chỉ có thể tốn hao chiến công. Hay là, ngươi tấn thăng làm diệt ma chiến thần, trở thành phân các tiểu các chủ loại hình, dạng này mới có thể thêm một lần tiến vào đặc quyền. Diệt ma chiến thần kia không giống cần chiến công sao tiểu các chủ càng là nằm mơ đi, lực lực ít nhất cần diệt ma chiến vương cấp bậc, mà lại đoán chừng còn được có người đề bạt, coi như có thể lên, người phía dưới có thể chịu phục như vậy chỉ còn lại tích lũy chiến công, Giang giật giò hỏi tiến vào một lần là 50 vạn chiến công sao? Tiêu lãnh trả lời, lần đầu tiên là 50 vạn, giống như trong một năm phải hao phí chiến công đi vào lần thứ hai, vậy cần 100 vạn, lần thứ ba muốn 200 vạn, gấp bội tăng lên. Tại sao không đi đoạt A? Giang giật trên chán mồ hôi lạnh trượt xuống, giống như hắn có 100 vạn chiến công, trực tiếp tấn cấp làm diệt ma chiến thần, như thế lại có thể thu hoạch được một lần miễn phí cơ hội, có có thể được càng nhiều đặc quyền. Đi đón nhiệm vụ thế nhưng là ta chúc thực lực ấy, cao cấp nhiệm vụ tiếp không được, cấp thấp nhiệm vụ sợ là mỗi lần chỉ có mấy trăm điểm chiến công a à muốn tích lũy 50 vạn chiến công, kia đến lúc nào? Giang giật gãi đầu một cái thì thào, dùng thần nguyên đi đổi chiến công, kia là hành động ngu ngốc, tốn hao to lớn phi thường không có lời. Nhưng giống như không đi đón nhiệm vụ, ngay tại thành nội tu luyện đoán chừng không có cái hạ giới 10 năm 8 năm lực thần quyết đệ nhất trọng mơ tưởng đại thành. Đúng rồi, Giang giật vỗ đùi, ánh mắt sáng rực nhìn qua tiêu lãnh, cái sau hổ khu chấn động, có loại cảm giác xấu, rất nhanh tiêu lãnh liền hiểu Giang giật ý tứ. Rất rõ ràng, Giang giật muốn đi ra ngoài nhận nhiệm vụ, tiếp chiến công phong phú nhiệm vụ, hắn muốn cho tiêu lãnh làm miễn phí tay chân. Tiêu lãnh chức trách liền là thủ hộ Giang giật, sở dĩ giống như Giang giật nhắm mắt lại hướng nguy hiểm địa phương sông, tiêu lãnh nhất định phải giúp Giang giật đem sở hữu địch nhân thanh lý mất, dạng này Giang giật liền có thể nhẹ nhõm hoàn thành nhiệm vụ. Lão tiêu A, à, nhìn thấy tiêu lãnh trên mặt cơ bắp không ngừng run run, Giang giật vẻ mặt tươi cười đi tới, vỗ vỗ tiêu lãnh bả vai nói, không cần khẩn trương như vậy, hai chúng ta ai cùng ai a à ngươi yên tâm, có ta có một miếng cơm ăn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, về sau thần ưng thành sở hữu thu nhập thần nguyên, chúng ta chia đôi phân, mà lại là vĩnh cửu. Tuyệt đối không nên cùng ta trì hoãn, nếu không ta cần phải trở mặt. Thu nhập chia đôi, tiêu lãnh sắc mặt có chút dễ nhìn một chút, mặc dù một thành trì nhỏ một năm thu nhập cũng không có nhiều. Nhưng đã hắn đi không được, nhất định phải đi theo giang giật, có thể vất tuyệt không sai, giang giật người này ngược lại là coi như giải quyết. Hắn nghĩ nghĩ, cắn răng nói ra, giang thành chủ, ngươi cũng đừng quá phận, ta nhiều nhất chỉ có thể giúp ngươi làm 50 vạn chiến công, nhiều hơn nữa. Ta tìm phủ chủ xin rời, kia là tự nhiên, giang giật hài lòng cười một tiếng, 50 vạn chiến công liền có thể lại đi vào một lần, lực thần quyết tuyệt đối có thể đại thành. Hắn nụ cười càng thêm nồng nặc, thân thiết cười nói, lão tiêu A, người có thích hay không muội tử A Nam Thành có một nhà cấp bậc không tệ thanh lâu, trễ chút ta mời ngươi ba bay A. Ta là hạng người như vậy sao? Tiêu lãnh mặt xấu kéo ra, phun ra mấy chữ ta muốn 10 cái. mươi 1384, người người có thể chu diệt. Các chủ, Giang giật tiếp một cái nhiệm vụ, đã hướng Hồng Ma Thành truyền tống mà đi. Diệt ma các hậu viện, một đạo u ảnh nhẹ nhàng tới, hiên viên lăng yên đang tu luyện bị giật mình tỉnh lại. Sắc mặt nàng khẽ giật mình, liên thanh hỏi, hắn thế mà đi đón nhiệm vụ là dạng gì nhiệm vụ? Là một cái cấp 6 nhiệm vụ, hồng ma thành đông bên cạnh một cái trong vực sâu gần nhất bị phát hiện có minh giới ngầm sai xâm lấn, phân các hạ rồi một cái nhiệm vụ, ba tên diệt ma chiến thần dẫn đội đi triệt để tiêu diệt minh giới ám đà. Toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả nhanh chóng bẩm, hiên viên lăng yên lộ ra vẻ khác lạ, cấp 6 nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, nếu là minh giới ám đã còn ra động ba tên diệt ma chiến thần, kia ám đã bên trong khẳng định có cao cấp minh tướng. Minh tướng minh khí kinh khủng nhất, không cẩn thận liền sẽ bị xâm nhập biến thành minh giới chó săn, đến lúc đó liền xem như thần cũng không giữ được giang giật, mạch lăng thu cũng sẽ trực tiếp chém giết giang giật. Tiêu lãnh, hiên viên lăng yên rất nhanh nghĩ thông suốt sự tình, xem ra giang giật tiểu tử này rất thông minh a à, hiểu mượn nhờ miễn phí tay chân. Kỳ thật loại chuyện này đại gia tộc các công tử tiểu thư thường xuyên làm, để gia tộc một tên cường giả hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ tích lũy chiến công. Trước tiên đem cấp bậc tăng lên, quay đầu gia tộc vận dụng lực lượng để bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng, từng bước một thăng chức đi lên. Hiên viên lăng yên người các chủ này chính là như vậy tới, quay đầu điều đi địa sát thành diệt ma các tổng trong các làm cái thống lĩnh, lại xuống phóng liền là phủ vực cấp phân các các chủ. Lần này quan hệ đến mình giới nhiệm vụ, không thể động đến hắn, chờ hắn trở về trước tiên đưa tin cho ta. Hiên viên lăng yên nghĩ nghĩ, không dám động ý đồ xấu, dù sao có Lam ưng phủ cường giả dẫn đội, vẫn là tiêu diệt minh tướng nhiệm vụ, mỗi lần bị phát giác coi như hiên viên gia đều không gánh nổi nàng. Các nàng hiên viên gia mặc dù tại địa sát giới diệt ma các quyền thế phi thường lớn, diệt ma các nhất cường đại gia tộc liền là bọn hắn hiên viên gia, nhưng tổng các chủ cũng không phải là nhà bọn hắn tộc trưởng. gia gia của nàng vẻn vẹn phó các chủ mà thôi, cũng không thể một tay giả thiên. Ông, không ma thành trong quảng trường, truyền tống trận sáng lên trùng thiên quang mang, không ngừng có người truyền tống tới. Đồng phục đều là diệt ma các cường giả, đã tụ tập không ít hơn 300 người, đại bộ phận đều là diệt ma chiến vương, chỉ có chút ít đỉnh phong diệt ma chiến tướng. Nhiệm vụ này danh hiệu tên là Chu Ma, là cấp 6 nhiệm vụ, diệt ma các nhiệm vụ chia làm cấp 9, cấp bậc càng cao nhiệm vụ càng nguy hiểm. Nếu là lúc trước Giang Giật cũng không có tư cách tiếp loại nhiệm vụ này, không bằng hắn là tuần liệp sử, có một ít đặc quyền có thể tiếp cấp 7 dưới đây nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, chỉ cần chém giết 20 tên minh sứ là đủ. Bất quá nhiệm vụ nói đến rất rõ ràng, lần này rất có thể có được cao cấp minh tướng, nếu quả như thật tao ngộ cái này cấp bậc minh tướng, diệt ma chiến vương gặp chi hẳn phải chết. Nguy hiểm thường thường cùng ích lợi là thành có quan hệ trực tiếp, nhiệm vụ lần này chiến công là một vạn điểm, sở dĩ một chút diệt ma chiến tướng đỉnh phong liều chết cũng báo danh. Bọn hắn phi thường tin tưởng giống như lần này ba cái kia diệt ma chiến thần chịu không được cao cấp minh tướng, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, truyền tống trận lần nữa phát sáng lên, Giang giật cùng tiêu lãnh rốt cuộc truyền tống mà đến rồi. Giang giật mặc vào diệt ma các chiến giáp, còn mang lên trên thuộc về hắn huy chương, huyết lang trên đầu thêm một cái diều hâu, đây là tuần liệt sử đặc hữu huy chương. Tham kiến tuần liệt sử, trên quảng trường 300 diệt ma chiến tướng diệt ma chiến vương nhau nhau hành lễ, mặc dù rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra mịt mờ vẻ đùa cợt, nhưng bên ngoài ai cũng không dám lãnh đạm. Tuần liệp sử cấp bậc rất cao, so thành nhỏ tiểu các chủ còn cao hơn nhất cấp, gần với tại phủ vực phân các chủ. Sở dĩ ánh mắt lộ ra vẻ đùa cợt, không chỉ là bởi vì giang giật thực lực, còn là bởi vì tuần liệp sử chức vị này. Tại diệt ma các đệ tử trong lòng, chức vị này hoàn toàn chính là cho đại gia tộc đệ tử Độ Kim, địa sát các thiết lập có 20 cái tuần liệp sử, đồng phục đều là đại gia tộc công tử. Mà lại giang giật mang theo một gã hộ vệ, mặc dù tiêu lãnh không có mặc chạm đất sát các chiến giáp, một mặt túm không kéo mấy dáng vẻ nhưng rõ ràng là đến giúp giang giật hoàn thành nhiệm vụ nếu không một cái diệt ma chiến thần cấp bậc võ giả làm sao lại đi theo giang giật một cái tiểu chiến đem đằng sau ừm giang giật nhàn nhạt nhẹ gật đầu khoát tay áo mang theo tiêu lãnh đứng ở một bên chờ trong đầu cảm giác hôn mê hơi khá hơn một chút lúc này mới hiếu kỳ cùng tiêu lãnh thấp giọng hỏi lão ca a nhiệm vụ lần này nguy hiểm không không tính quá nguy hiểm diệt ma các hẳn là sẽ phái ra một tên cao giai chiến thần đi cho dù có cao giai minh tướng cũng sẽ không có vấn đề quá lớn trừ phi chúng ta vận khí quá kém trực tiếp tao ngộ bên trên. Tiêu lãnh trầm tụ nói ra, người đừng có chạy lung tung là được, hết thảy nghe ta chỉ huy, nếu không ta cũng mặc kệ ngươi. Hảo hảo, Giang giật nhẹ gật đầu, có miễn phí tay chân liền là tốt, một vạn điểm chiến công nhẹ nhóm có thể tới tay, đón thêm 49 cái nhiệm vụ như vậy, hắn tự lại có thể lại vào một lần nguyên thủy bí cảnh. Minh tướng là tình huống như thế nào Minh tướng có thể tùy ý tiến vào địa sát giới đây không phải là rất dễ dàng bị minh khí khống chế rất nhiều võ giả nhắc lên minh tướng, Giang giật nhớ tới hình mộng uyển triệu hoán cái kia kinh khủng hài cốt cự nhân, nội tâm lại rất là không hiểu. Giống như minh giới sinh vật tùy ý có thể tiến vào địa sát giới, bọn hắn có thể đơn giản dùng minh khí khống chế từng tòa thành trì, lại để cho khống chế nhân loại đi lây nhiễm xâm nhập những nhân loại còn lại, dạng này một cái giới diện chẳng phải nhẹ nhõm có thể khống chế sao. Rất khó tiến vào, tiêu lãnh trầm giọng giải thích nói, càng lớn giới diện không gian càng ổn định, càng khó chảy vào, những ngày minh tướng sở dĩ có thể ẩn vào đến, là bởi vì hư không ngẫu nhiên lại có không gian cương chảy va chạm giới diện không gian dẫn đến nào đó một chỗ không gian dị thường yếu kém bọn chúng mới thừa cơ vụng trộm chảy vào bất quá coi như chảy vào nhân số cũng vô cùng ít ỏi bởi vì giới diện bên ngoài đều có tuần bên cạnh dùng minh giới đại quân rất khó đại quy mô tới gần giới diện một khi chảy vào địa sát thành thần đàn lại có cảm ứng địa sát các chiến thần các diệt ma các sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ nếu không địa sát giới đã sớm biến thành minh giới một phần nguyên lai là dạng này sang giật bừng tỉnh đại ngộ lập tức lại ngưng trọng hỏi thiên giới địa giới nhân giới bị minh giới khống chế giới diện nhiều không thêm tiêu lãnh sắc mặt yên tĩnh lại thật dài thở dài nói thiên giới ngũ đại giới diện đã bị minh giới khống chế bốn cái đại giới mặt chỉ còn lại một cái giới diện còn tại nhân tộc trong tay đau khổ trèo trống địa giới tốt một chút chỉ bị khống chế mấy trăm cái giới diện đương nhiên đây là thiên giới đứng vững đại bộ phận áp lực nguyên nhân nhân giới ước vạn nhân gian đoán chừng cũng bị khống chế 50 triệu cái giới diện trở lên. Giống như nhân giới địa giới toàn bộ bị khống chế, không có nhân loại cường giả liên tục không ngừng trợ giúp thiên giới lời nói, sợ là toàn bộ thế giới đều muốn xong đời. Tình thế như thế nghiêm trọng, Giang giật khóe miệng co quắp động, hắn đối với phía ngoài tình thế một mực không thế nào hiểu rõ, bất quá đã minh giới đều kém chút khống chế thiên tinh giới, có thể tưởng tượng tình thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Hắn không hiểu cảm giác có chút mỉa mai, Thở dài nói, bên ngoài đều tình thế như vậy, nhân tộc thế mà còn tại không ngừng nội đấu, đất này sát giới bởi vì nội đấu mỗi thời mỗi khắc nhân loại bị chết cường giả tựu vô số kẻ a. À. Đúng vậy a, à, nội đấu là nhân loại thiên tính." Tiêu Lãnh cảm khái một tiếng, lập tức nghiêm mặt nói, "Giang Thành chủ, người phải nhớ kỹ một điểm mặc kệ có bất kỳ ân oán, tại cùng minh giới lúc đối chiến đều không được nội chiến, còn có không phải cùng minh giới cấu kết. Nếu không thiên hạ dưới mặt đất ai cũng cứu không được ngươi, minh giới là chúng ta nhân tộc công địch." cùng minh giới cấu kết cái kia chính là đem linh hồn bán cho ác ma, người người có thể chu diệt. chương 1385, Minh Sứ, người càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhân số đạt tới hơn 400 người, kia ba tên diệt ma chiến thần cũng tới, trong đó vẫn là Lam ưng phủ diệt ma các phó các chủ, nhìn thấy tiêu lãnh sau có ta ngoài ý muốn, lập tức nhìn thoáng qua giang giật mới bừng tỉnh đại ngộ. Giang tuần liệp sử, Lam ưng phủ diệt ma các phó các chủ hướng giang giật nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hai người khác nhưng căn bản không có xem Giang Giật một chút, rõ ràng có chút khinh thường. Giang Giật cũng không muốn cùng những đại nhân vật này lôi kéo tình cảm, đứng ở một bên trầm mặc không nói. Lần nữa đợi một canh giờ, nhiệm vụ đã đến giờ, phó các chủ lấy ra 10 chiếc thần châu, vung tay lên nói, mỗi lần chiếc thần châu 50 người, tại hồng ma vực sâu bên ngoài tụ hợp. Nói xong, ba tên diệt ma chiến thần đều tiến vào một cỗ thần châu bên trong, rất nhiều diệt ma chiến vương lập tức đuổi theo kịp. Tiêu lãnh mang theo Giang Giật tiến vào một cỗ thần châu bên trong, để Giang Giật ngoài ý muốn chính là, bọn hắn cưới thần châu rất nhiều người tranh nhau chen lấn theo vào đến, xem ra là nghĩ dính tiêu lãnh ánh sáng. Mười chiếc thần châu nhắm hướng đông bên cạnh phá không mà đi, nhiệm vụ lần này địa điểm khoảng cách thành trì xa xôi, trên đường không có gì bất ngờ xảy ra, muốn hạ giới mười mấy ngày tả hữu, tiêu lãnh mang theo Giang Giật đi trước khoang thuyền tìm một chỗ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Có hơn 10 tên cao giai diệt ma chiến vương đi vào trước khoang thuyền, hướng giang giật cùng tiêu lãnh nhẹ gật đầu sau cũng tìm địa phương ngồi xếp bằng bên ngoài có người khống chế thần châu phi hành giang giật cũng ngồi xếp bằng nhập định tu luyện tu luyện thiên lực cùng huyền hoàng chi lực thuận tiện luyện hóa một loại linh dược cảm mộ lực thần quyết linh dược giang giật để cổ mộc đi mua linh hồn loại hình linh dược ngàn phật diệp dược hiệu chịu đựng luyện hóa một cái cần ba ngày thời gian sau đó toàn bộ dược hiệu hấp thu ít nhất phải một tháng giang giật linh hồn phòng ngự rất cường đại nhưng linh hồn cũng không mạnh linh hồn càng mạnh cảm mộ đồ vật càng nhanh phản ứng càng nhanh nhẹn hắn thiên lực cảnh giới đạt đến diệt ma chiến tướng cấp bậc linh hồn tự nhiên muốn theo bên trên thần châu nhanh chóng phi hành một đường rất bình tĩnh trên đường tao mộ mấy cái hồng hoang cấp hỗn độn thú tiêu lãnh cùng ba vị diệt ma chiến thần không có ý xuất thủ một chút diệt ma chiến vương ra ngoài nhẹ nhõm săn giết hạ giới mười mấy ngày thời gian tại thượng giới mắt người bên trong phi thường ngắn cũng liền tùy ý bế quan thoáng cái liền đi qua giang giật có chút quen thuộc nơi này thời gian tại hắn luyện hóa ba mảnh ngàn phật diệp về sau phía trước thần châu đã ngừng lại giang giật xuyên thấu qua thần châu vách tường hướng nơi xa nhìn lại sắc mặt lập tức ngưng trọng lên nơi xa một phiến khu vực bị khói đen che phủ tựa như mây đen ngập đầu căn bản thấy không rõ bên trong có bất kỳ đồ vật mặc dù không có cảm ứng được khí thức nhưng hắn mơ hồ đã ngửi thấy một cỗ nhà nhạt tử khí theo càng ngày càng gần một cỗ khí thức quen thuộc bao phủ giang giật chính là minh tướng trên người loại kia tử khí Giang giật sắc mặt càng ngưng trọng thêm, cái này minh khí như vậy nồng đậm, bên trong tiềm ẩn bao nhiêu minh giới sinh vật. Toàn bộ người chú ý, tách ra hành động, thanh lý hồng ma trong vực sâu sở hữu minh sứ, giống như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, còn có ngoài định mức chiến công ban thưởng. Tao ngộ minh tướng lập tức rút lui, phát ra tín hiệu, chúng ta hội chạy tới đầu tiên trợ giúp. Phó các chủ thanh âm lạnh lùng truyền khắp sở hữu thần châu, 10 chiếc thần châu biến mất giữa không trung, hơn 400 cường giả ra phía ngoài, các loại binh khí hiển hiện, khí thế chậm rãi dâng lên, sát khí nghiêm nghị. Giang giật chính mình cũng lơ lửng giữa không chung, bất quá không phải rất ổn định, trên dưới có chút lưu động. Đạt tới thần tướng cấp bậc, thiên lực lại có chất cải biến, có thể chống cự cường đại trọng lực, giang giật đây là lần thứ nhất tại địa sát giới phi hành, có chút không thích ứng. Hưu, ba tên diệt ma chiến thần hóa thành ba đạo hồng quang trước tiên hướng trong hắc vụ phóng đi, trên người bọn họ khí thế nhất cường đại, những cái kia minh khí cũng không thể tới gần, tự động bị đuổi tản ra. Đi thôi, tiêu lãnh một tay bắt lấy giang giật, hóa thành một đạo hắc quang hướng bên trái phóng đi, hắn cũng không muốn tại địa phương quỷ quái này lãng phí quá nhiều thời gian, giúp giang giật hoàn thành nhiệm vụ sau tự rút lui, trực tiếp hồi trở lại thần ưng thành giao nhiệm vụ. Vù vù, vài trăm người chia bốn cỗ, phân biệt lần theo tiêu lãnh cùng ba tên diệt ma chiến thần dọc đường phương hướng bay đi, đi theo đám bọn hắn chỉ ít sẽ không tao ngộ cường đại minh tướng, nguy hiểm hội xuống đến thấp nhất. Vừa bay vào trong khói đen, Giang giật phát hiện chính mình biến thành mù loà, cái gì đều không nhìn thấy, mà lại một cỗ tà ác băng lãnh khí tức cường đại bao phủ toàn thân hắn, để hắn cảm giác không rét mà run, loại khí tức này hắn đã từng cảm thụ qua, giờ phút này vẫn cảm thấy phi thường không thoải mái. Thủ trụ bản tâm, nếu có minh khí xâm nhập, người cái gì đều đừng quản, chống cự minh khí là được. Tiêu lãnh truyền âm đến, Giang giật nhẹ gật đầu cũng không nói chuyện, bị tiêu lãnh mang theo hướng trong hắc vụ bay đi. Bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, phi thường yên tĩnh, không có cái gì, để cho người ta không hiểu tâm hoảng cùng bất an. Hưu, một nén nhang về sau, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, giang giật vừa mới cảm ứng, tiêu lãnh đã xuất thủ. Trong tay hắn xuất hiện một cái lóe sáng loan đao, đối bên trái đằng trước hung hăng đánh xuống, từng đạo như nước hồ lân quang đao mang hướng phía trước gào thét mà đi, ít nhất có mấy trăm đạo, đem phía trước khắc vụ trong nháy mắt xua tan, Giang giật cũng thấy rõ ràng phía dưới quả nhiên là một mảnh vực sâu vô tận. giờ phút này có một cái quỷ vật chính hóa thành một trận âm phong hướng hai người bay vụt mà tới. Đây là một cái như con rơi quái vật, xấu xí, thân thể như người, bất quá có dài hơn một trượng, phía sau có hắc rực, con mắt là hình tam giác, con mắt không có phiếm hồng hết, ngược lại hiện ra hắc quang, khóe miệng có răng nanh, xem xét bề ngoài tà ác như thế xấu xí cũng không phải là nhân loại bình thường. Quỷ vật này tốc độ thật nhanh, mà lại như như gió mát thân thể có thể vặn vẹo, Thế mà nhẹ nhóm tránh đi tiêu lãnh mấy trăm đạo đao mang công kích, dùng tốc độ khủng khiếp hướng hai người phóng tới, miệng rộng mở ra phun ra một đạo hắc khí. Hừ, tiêu lãnh trùng điệp hừ một cái, loan đao trong tay múa, những cái kia bay ra ngoài đao mang thế mà trở về, theo bốn phương tám hướng hướng quỷ vật kia vào tới, tạo thành một tấm võng lớn đem quỷ vật bao quanh bao lũng đi vào. Phanh phanh phanh, lần này quỷ vật không cách nào tránh né, bị hơn 10 đạo đao mang đánh chúng, thân thể bị chém vỡ là mấy chục khối để giang giật khiếp sợ sự tình phát sinh quỷ vật kia bị chém vỡ về sau, thế mà hắc quang một thịnh biến thành mấy chục con tiểu quỷ vật, hình thể nhỏ rất nhiều, như từng cái cự hình con rơi, vẫn như cũ hướng hai người điên cuồng phóng tới. Bảo, tiêu lãnh quát khẽ một tiếng, mười ngón chấp động, mấy chục đạo chỉ phong bắn ra, từng cái tiểu quỷ vật nhẹ nhõm bạo liệt, cuối cùng chỉ có một cái quỷ vật lưu lại một viên hạt châu màu đen lơ lửng giữa không trung. Tốt, đi đem hạt châu thu hồi, đây là Minh Châu, là chu sát minh sứ căn cứ chính xác vật, giao nhiệm vụ thời điểm muốn lên giao. Tiêu lãnh khoát tay áo, giang giật cong vẹo bay đi, đem hạt châu thu nhập trong không gian giới chỉ, lúc này mới bay tới hỏi đây chính là minh sứ. Ừm, đây là minh giới một loại cấp thấp yêu vật, tên là hắc yêu thú. Minh sứ không phải chỉ một loại sinh vật, chỉ là đối minh giới cấp thấp yêu vật một loại gọi chung thôi. Loại này hắc yêu thú có thể xuyên thấu không gian, tại địa giới rất thường gặp, chiến lược không mạnh, bất quá cho nó thiếp thân sẽ rất phiền phức bọn chúng hội tiến vào trong linh hồn của ngươi khống chế ngươi linh hồn. Tiêu lãnh vị ý giải thích vài câu, tiếp tục hướng phía trước mới bay đi, sắc mặt hắn cũng buông lỏng, trong vực sâu này xem ra minh sứ tương đối nhiều, đánh giết 20 cái minh sứ hẳn là tương đối đơn giản a. À. Ô ô, nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua hai nén hương thời gian, tại tiêu lãnh lại đánh chết một cái hắc yêu thú về sau, nơi xa vang lên một đạo tiếng gào thét trầm thấp, tiêu lãnh mặt xấu xí lập tức biến đổi, thấp giọng mắng, vận khí đen đủi như vậy thế mà gặp được minh tướng. Giang giật, người lập tức lui ra phía sau, cùng những cái kia diệt ma thần vương đi cùng một chỗ, nhớ kỹ tuyệt đối không nên chạy loạn, nếu không người bị minh sứ công kích, rất dễ dàng bị ma hóa. Tốt, Giang giật bị hù dọa, minh tướng cường đại hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, giống như không phải hỏa long kiếm bên trong lão giả thần bí, đoán chừng thiên tinh giới đã sớm hủy diệt. Lập tức hắn lập tức cong vẹo hướng về sau mặt thối lui, đằng sau có mấy chục người đi theo, chỉ cần cùng bọn hắn tụ hợp tựu an toàn, chương 1386, tuần liệp sử mau tránh ra. Lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc, có thể là tiêu lãnh tốc độ quá nhanh, đến mức phía sau một đám diệt ma chiến vương căn bản theo không kịp, mà lại trên đường bọn hắn cũng sẽ dừng lại đánh giết minh sứ, sở dĩ giang giật em bé cong vẹo bay nửa nén hương thời gian căn bản không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Vù vù, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió lên, phía dưới không gian có chút chấn động, giang giật sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm giác được một cỗ tà ác băng lãnh khí tức cấp tốc tại ở gần, không cần phải nói phía dưới tới một cái hắc yêu thú. Ông, hỏa long kiếm hiển hiện, giang giật đột nhiên hướng phía dưới bắn ra mấy vạn đầu tiểu hỏa long, đầy trời hỏa long gào thét mà xuống, đem hắc vụ xua tan, cũng chiếu sáng một phương bầu trời, giang giật thấy rõ một cái xấu xí hắc yêu thú nhanh chóng hướng hắn bay tới. Trước kia cùng tiêu lãnh cùng một chỗ, giang giật không cần tự mình động thủ, sở dĩ cảm giác không thấy cái này hắc yêu thú khủng bố đến mức nào. Giờ phút này đơn độc đối đầu lập tức cảm giác không giống với lúc trước, Giang giật trái tim phanh phanh đập, tựa hồ muốn nhảy ra, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ, cũng không phải là nội tâm của hắn e ngại, mà là cái này hắc yêu thú khí tức để hắn bản năng cảm giác được hoảng sợ. Đồ thần chảm, hắc yêu thú tốc độ quá nhanh quá nhanh, Giang giật cắn răng đứng vững nội tâm sợ hãi, ném ra ba đầu hỏa long. Lần này ba đầu hỏa long rõ ràng lớn rất nhiều, khí tức càng cường đại ít nhất gấp hai. Cảnh giới đạt tới thần tướng cảnh, thiên lực phát sinh bay vọt về chất, đồ thần chảm mạnh lên cũng liền bình thường suy ba đầu hỏa long gào thét mà đi nào biết cái kia hắc yêu thú thân hình như gió trên không trung uốn éo lại theo ba đầu hỏa long ở giữa xuyên thẳng qua mà ra tiếp tục hướng giang giật bay tới tốc độ quá nhanh sau một khắc cái kia màu đen lợi chảo liền muốn đến giang giật mặt trước dung hợp hỏa diễm giang giật không có biện pháp chỉ có thể xuất động hắn tối cường sát chiêu giống như dung hợp hỏa diễm đều không diệt được cái này hắc yêu thú hắn chỉ có một con đường chết cái này dung hợp hỏa diễm là lần trước tại ma hỏa sơn mạch dùng hợp địa tâm kim diễm còn có hai loại khác hỏa diễm mà thành. Hết thầy 10 đám, tại Yên Vũ Sơn mạch dùng một chút, chỉ còn lại bốn đám mà thôi, đây là trước mắt hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Suy suy, dung hợp hỏa diễm vừa xuất hiện, uy lực lập hiền, kinh khủng sóng nhiệt cuốn tới, bốn phía không khí đều quan xoắn, phương viên 10 giảm hắc vụ toàn bộ bị đuổi tản ra. Cái kia hắc yêu thú khoảng cách giang giật chỉ có hơn 10 trượng, tại hỏa diễm xuất hiện lúc hoảng sợ dừng lại nghĩ quay người đào tẩu nhưng giang giật trong thân thể huyền hoàng chi lực điên cuồng vận chuyển tốc độ thoáng cái tiêu thăng hắn nhanh chóng hướng hắc yêu thú bay đi mặc dù lúc phi hành cong vẹo nhưng thoáng cái kéo gần lại khoảng cách trong tay dung hợp hỏa diễm đột nhiên vỗ tới ô hắc yêu thú phát ra một đạo thống khổ quái khiếu thân thể hóa thành cho bụi bất quá tại sau cùng một khắc này nó há mồm phun ra một đạo hắc vụ kia hắc vụ hóa thành mũi tên hướng giang giật phóng tới mặc dù đại bộ phận bị hỏa diễm xua tan nhưng vẫn là có một phần nhỏ chui vào giang giật trong thân thể Minh khí Giang Giật nội tâm chấn động, không dám khinh thường. Nếu bị Minh khí xâm nhập, hắn tự biến thành Minh giới sinh vật trên trời dưới đất không ai có thể cứu hắn. Hắn trước tiên thả ra chữ tiểu truyện ký tự. Tại ký tự xuất hiện lúc Minh khí vừa mới tràn vào đến, kim sắc quang mang bao phủ toàn bộ linh hồn thức hải. Minh khí vào đây bao nhiêu bị tịnh hóa kiểu làm sạch bao nhiêu, căn bản là không có cách tới gần Giang Giật chủ linh hồn. Tốt, Giang Giật thở dài một hơi, xem ra cái này vô danh công pháp là trí dương trí cương thuộc tính đối với minh khí có trời sinh khắc chế chỉ cần không bị minh khí khống chế thân thể thụ thương thậm chí bị giết đều sẽ tốt một chút bị minh khí khống chế biến thành minh giới chó săn kia thật là sống không bằng chết a à. a à, các loại chờ minh khí toàn bộ bị khu trừ giang giật lúc này mới mở to mắt lại nhìn thấy phía trước nổi lơ lửng một viên hạt châu màu đen cái này minh châu cư nhiên như thế cứng rắn dung hợp hỏa diễm đều không thể thiêu hủy nó đi giang giật không dám quá nhiều dừng lại nơi này động tĩnh thật lớn vạn nhất hấp dẫn mấy cái hắc yêu thú bay tới, hắn hỏa diếm cũng không có nhiều như vậy a. À. Hắn tiếp tục hướng về sau mặt bay đi, muốn đi tìm kiếm đám kia diệt ma chiến vương. Để hắn mắt trợn tròn chính là dòng dã bay thời gian một nén nhang, hắn thế mà không có gặp được một người, hắn tại hắc vụ bên trong có loại đã mất đi phương hướng cảm giác, bốn phía hắc làm cho người khác tim đập nhanh, hắn dừng ở giữa không chung, không biết là vào là lui. Đứng mấy chục hơi thở thời gian, hắn cắn răng quay đầu trở về muốn đi tìm kiếm tiêu lãnh, tại tiêu lãnh phụ cận chỉ ít sẽ an toàn rất nhiều, giống như tiếp tục như vậy bay xuống đi, tìm không thấy diệt ma các người, lại cùng tiêu lãnh mất đi liên hệ, vậy hắn khẳng định sẽ chết ở bên trong. nhưng mà tại hắn bay hai nén hương về sau, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn thế mà liền tiêu lãnh cũng không tìm được. hắn vừa rồi chỉ là bay một nén dưới hương thời gian, phương hướng cũng không sai, một ngực tại đường cũ trở về, lại tìm không thấy tiêu lãnh. kia chỉ có ba cái giải thích, hoặc là tiêu lãnh bị minh tướng đánh chết hoặc là tiêu lãnh cùng minh tướng khai chiến chuyển di chiến trường hoặc là trong vực sâu này có mê trận có thể khiến người ta mê thất ở bên trong nguy rồi giang giật nghĩ đến hắn bay lâu như vậy một cái diệt ma các người đều không có gặp được nội tâm có loại dự cảm không tốt cái này vực sâu có thể bị cường đại minh tướng bày ra mê trận người tiến vào hoàn toàn tìm không thấy phương hướng sợ là rất khó đi ra trừ phi chờ đại trận bị phá mất phá vỡ đại trận nên vấn đề không lớn cái kia phó các chủ thực lực phi thường cường đại ít nhất là trung giai chiến thần. Nhưng cần thời gian A, Giang giật chỉ có ba đám hỏa diễm, lại gặp gặp bốn cái minh sứ liền muốn xong đời. Làm sao bây giờ, Giang giật nghĩ một lát không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng tiếp tục hướng phía trước mới bay, hắn chỉ có tìm vận may nhìn xem có thể hay không gặp được tiêu lãnh, hoặc là diệt ma các cường giả. Giang giật vận khí không thế nào tốt, lần nữa bay ba nén hương thời gian, một mình hắn không có gặp được, ngược lại lần nữa tao ngộ hai cái hắc yêu thần tiêu hao hai đoàn dung hợp hỏa diễm, miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn, nội tâm của hắn càng ngày càng ngưng trọng. Còn thừa lại một đoàn dung hợp hỏa diễm, như lại gặp gặp một cái hắc yêu thần, hắn tự biến thành một cái thư sinh tay chói gà không chặt, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Người đều đi đâu vài trăm người một cái không gặp được tà môn. Bốn phía đen như mực, giang giật mờ mịt tại bốn phía liếc nhìn, có loại gặp quỷ cảm giác. Cái này vực sâu coi như lại lớn, nhiều người như vậy vào đây, tốc độ đều nhanh như vậy, không có khả năng thời gian dài như vậy một người đều không gặp được a à. tiêu lãnh thật chẳng lẽ chết trận nếu không làm sao thời gian dài như vậy còn chưa tới tìm ta giang giật ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt lần này vốn cho rằng có tiêu lãnh bồi tiếp là tuyệt đối an toàn lại không nghĩ rằng biến thành cục diện ô ô nơi xa truyền đến một đạo chói tai tiếng gào thét đem giang giật từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại tiếp lấy một đạo kinh khủng dị thường khí tức theo bên trái đằng trước truyền đến Giang giật lập tức dọa đến kém chút hồn phi phách tán, bởi vì kia là minh tướng khí tức. Tuần liệp sử, mau tránh ra, một đạo bạo tiếng giống theo càng xa xôi chuyển đến, là Lam ưng phủ phân các phó các chủ thanh âm. Giang giật ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng ở minh tướng khí tức cường đại bao phủ phía dưới, hắn thân thể căn bản không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa một cái cự đại hài cốt cự nhân điên cuồng phóng tới. Xong, mặc dù cái này hài cốt cự nhân nửa người bị tạc đến tàn khuyết không đầy đủ, một cái chân còn đoạn mất, nhưng cái này minh tướng thực lực quá kinh khủng, tùy ý một kích đoán chừng đều có thể đập chết hắn. chương 1387, cửu U lãnh hỏa. Tuần liệp sử, mau trốn, phó các chủ lại truyền tới một đạo bạo tiếng giống, lập tức hắn rốt cuộc tỉnh ngộ lại, giang giật thực lực quá thấp, căn bản không động được, hắn còn khoảng cách giang giật có xa vạn trường, như thế khoảng cách căn bản là không có cách cứu hắn. Giang giật người này, phó các chủ vẫn là hiểu rõ một chút, mặc dù không biết giang tiểu nô sự tình, nhưng giang giật trước thành chủ là mạch lăng thu cho phép, điểm này hắn phi thường tinh tưởng Để diệt ma các người đảm nhiệm thành chủ, đây là phi thường hiếm có sự tình, sở dĩ diệt ma các mới có thể cho giang giật một cái tuần liệp sử. Mặc dù hắn không biết giang giật có phải hay không mạch lăng thu nội tuyến, nhưng đã mạch lăng thu như thế để ý giang giật, vậy thì nhất định phải nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện hắn. Nếu không truyền đi giang giật cùng hắn đi ra nhiệm vụ chết rồi, vẫn là tại hắn ngay dưới mắt, mạch lăng thu khẳng định lại có ý nghĩ bị điện sát quân chủ tộc huynh nhớ thương, đây không phải một chuyện tốt. Liều mạng, phó các chủ cắn răng, mắt thấy giang giật liền bị minh tướng đánh chết, trên người hắn sáng lên tia sáng chói mắt trường thương trong tay đột nhiên hướng phía trước đâm tới, một đạo bạo hưởng, tiếp lấy hài cốt cự nhân sau lưng không gian đột nhiên bạo liệt, hơn 10 đạo hắc quang xuất hiện, đánh chúng vào hài cốt cự nhân thân thể. Đây là phó các chủ công kích mạnh nhất, hơn nữa còn dùng rất miễn cưỡng, giống như chiêu này không cách nào đánh giết hài cốt cự nhân, giang giật tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, hai cốt cự nhân phía sau lưng bị hắc quang đánh trúng, trên người phù văn minh khí điên cuồng lưu chuyển, nhưng cuối cùng vẫn không có kháng trụ, tại đạo thứ năm hắc quang phóng tới, hài cốt cự nhân phía sau lưng nổ tung. Trên người hài cốt từng khối đi theo nổ nát vụn, nhưng ở một khắc cuối cùng, nó hài cốt miệng rộng mở ra đột nhiên phun ra một cái hắc khí, bắn thẳng đến giang giật. Nguy rồi, phó các chủ nội tâm thở dài, mặc dù hài cốt cự nhân bị đánh chết, nhưng cái này minh khí quá kinh khủng. Đừng nói giang giật linh hồn này cường độ, coi như bình thường diệt ma chiến vương đô ngăn không được giang giật biến thành minh giới sinh vật về sau hắn chỉ có thể dương dương đánh chết a à, chờ giây lát hắn đột nhiên phát hiện giang giật trên người sinh mệnh khí tức cũng không có yếu bớt còn như một cái không có chuyện gì người đứng đấy một lát sau giang giật thân thể thế mà động hướng hắn nhanh chóng bay tới không có việc gì làm sao có thể phó các chủ thưa thất lông mày lắc một cái đầy mắt không dám tin hắn thần thức nhanh chóng quét tới lại phát hiện giang giật trên thân cũng không có nửa điểm minh khí linh hồn bên trong cũng phi thường tinh khiết, minh khí cũng không có xâm nhập hắn. Chẳng lẽ tiểu tử này có linh hồn phòng ngự trí bảo? Phó các chủ kinh nghi thì thào, thần thức tại giang giật linh hồn trong thức hải từng lần một đảo qua, cuối cùng không hề phát hiện thứ gì, ngoại trừ giang giật linh hồn có chút đặc thù, giống như một thanh kiếm bên ngoài, không có bất kỳ phát hiện nào. Tà môn, phó các chủ hồ nghi nhìn bay tới giang giật, ngưng âm thanh hỏi, tuần liệp sử, người không có bị minh khí xâm nhập. Hô hô, giang giật thật sâu ít mấy hơi, mới vừa rồi là tại trong quỷ môn quan đi một vòng A, hắn thở hổn hển mấy cái mới chắp tay nói, đa tạ đại nhân cứu giúp, nếu không phải ngươi, ta sẽ chết ở nơi này. Giang giật cũng không có nói minh khí sự tình, phó các chủ cũng không tốt hỏi nhiều. Chỉ là đột nhiên có chút hoài nghi giang giật thân phận diệt ma các nội bộ tin tức, giang giật chỉ là một cái phi thăng không lâu tiểu giới mặt võ giả, xem ra tin tức này hẳn là giả, giang giật rất có thể là siêu cấp gia tộc đệ tử, nếu không làm sao có thể có được chống cự minh tướng minh khí linh hồn trí bảo chẳng lẽ là mạch lăng thu con riêng không đúng nếu như là mạch lăng thu con riêng mạch lăng thu làm sao có thể ra mặt chẳng lẽ là địa sát quân chủ không phải làm sao lại cho vị thành chủ vị trí còn để tiêu lãnh bảo hộ rất có thể phó các chủ trong đầu hiển hiện một cái ý niệm trong đầu nội tâm hơi chấn động một chút loại chuyện này không tiện hỏi nhiều không bằng hắn đối với giang giật càng thêm không dám khinh thường rất khách khí nói ra tuần liệp xử khách khí coi như ta không đánh giết minh tướng người cũng có thể chém giết nó đúng rồi Tiêu lãnh đâu? Không biết. Giang giật lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nơi xa một chút, lắc đầu nói: Chúng ta tao mộ một tên minh tướng, ta cùng hắn thất lạc. A à nha, phó các chủ gật đầu nói: Vậy ngươi trước đi theo ta đi, trong này có cường đại mê trận, lão bá đã tìm tới đại trận hạch tâm, rất nhanh liền có thể phá mất đại trận. Nơi này hẳn là chỉ có ba cái minh tướng, tiêu lãnh chiến lược không tệ, diệt sát minh tướng chỉ là vấn đề thời gian. Phó các chủ bay đi, đem minh tướng minh châu chộp trong tay lập tức bay tới rất hào phóng đem Minh Châu ném cho Giang giật nói, tuần liệp sử, hạt châu này ngươi thu đi, Minh tướng Minh Châu có thể chống đỡ 10 cái Minh sứ Minh Châu. Cho ta, Giang giật đầy mắt kinh ngạc, cái này phó các chủ cũng quá hào sảng đi đây là tiến hắn chiến công A. Hắn có chút không dám tiếp, hồ nghi hỏi, đại nhân, này làm sao có ý tốt, chính ngươi không cần giao nhiệm vụ sao? Chúng ta không cần vật chứng. Phó các chủ khoát tay nói, chúng ta chỉ cần đem cái này vực sâu hủy diệt là được, Minh Châu cầm cũng vô dụng kia đa tạ đại nhân, quay đầu đi thần ưng thành một điểm hảo hảo chiêu đãi đại nhân. Giang giật không còn khách khí, cái này Minh Châu thu thập càng nhiều, vượt qua nhiệm vụ cần thế nhưng là có khen thưởng thêm. Phó các chủ đối Giang giật có qua có lại cũng rất hài lòng, nghĩ nghĩ dứt khoát đem trong giới chỉ 10 cái Minh Châu đều ném cho Giang giật nói, ta cầm cũng vô dụng, đều cho ngươi đi. Cái này, Giang giật không nghĩ tới có ngoại ý muốn niềm vui, cũng mặc kệ cái này phó các chủ có mục đích gì, đem Minh Châu thu sạch nhập vào đi, lần nữa khách khí chắp tay nói, đại nhân tri ân, giang giật khắc trong tâm khảm, ngày sau tất có hậu báo. Phó các chủ rất hài lòng nhẹ gật đầu, mang theo giang giật hướng phía trước mới bay đi, một đường phàm là tao ngộ minh sứ đều tự mình xuất thủ đánh giết, minh châu toàn bộ cho giang giật. Đợi sau nửa canh giờ, phía dưới đột nhiên kịch liệt sóng gió nổi lên, tựa như sơn băng điện liệt, tiếng oanh minh bên tai không dứt phó các chủ nhìn lướt qua, gật đầu nói, đại trận muốn phá vỡ, lão bá làm cho gọn gàng vào. Quả nhiên, hắc vụ dần dần tản ra, bốn phía cảnh vật dần dần rõ ràng, Giang giật cũng ở phía xa thấy được từng cái điểm đen, là diệt ma các cường giả. Giang thành chủ, nơi xa phải phía trên một điểm đen bay vụt mà đến, Giang giật quét qua như chút được gánh nặng, tiêu lãnh tới, hắn cũng coi như triệt để an toàn. Đều chú ý, phía dưới ngầm sai muốn chạy trốn, phân biệt chặn giết, không phải để một cái minh sứ thoát đi. Mặt khác không phải đến vực sâu phía dưới cùng nhất, phía dưới có cửu u lãnh hỏa, các người xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ một đạo quát lạnh âm thanh từ phía dưới trong vực sâu truyền đến, tiếp lấy mấy trăm con hắc yêu thú từ dưới mới bay bắn mà lên, hướng bốn phương tám hướng hoảng sợ bỏ trốn mà đi. Phó các chủ gặp tiêu lãnh bay tới, hướng giang giật gật đầu nói, tuần liệp sử, ta đi trước truy sát hắc yêu thú, chính người chú ý an toàn. Đại nhân thỉnh tùy ý, giang giật cung kính hướng phó các chủ chắp tay, chờ hắn bay đi sau ánh mắt thoáng cái phát sáng lên, nhìn qua phía dưới mơ hồ vực sâu, tựa như thấy được một cái mỹ nhân tuyệt thế. Cửu u lãnh hỏa, Nghe danh tự này tuyệt đối là một loại bá đạo thiên địa kỳ hỏa, hắn hiện đang muốn đi tìm thiên địa kỳ hỏa, lại không nghĩ rằng đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, được đến toàn bộ không phí công phu. Làm sao tìm được lấy cớ xuống dưới? Giang giật rất nhanh lại làm khó, hỏa linh châu là một kiện trí bảo, giống như bị ngoại nhân biết được, rất có thể sẽ bị người cướp đoạt. Liền xem như tiêu lãnh cũng không tính là tuyệt đối có thể tin, vạn nhất tiêu lãnh ngấp nghé bảo vật của hắn, tiêu diệt hắn, nói là bị minh tướng đánh giết chương 1388, lãng phí thời giờ. Tiêu lãnh cũng bị hù dọa, giống như giang giật đứng tại chỗ không chạy loạn, hắn đã sớm tìm tới giang giật. Nơi này có mê trận, nhưng đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, thần thức có thể dò xét khoảng cách rất xa, vẫn có thể đơn giản tìm tới giang giật. Hắn cùng minh tướng chiến đấu thật lâu, mới đem minh tướng cho chém giết, chờ hắn đi tìm giang giật lúc, nhưng lại không biết chạy đi đâu rồi. Hắn coi là giang giật bị minh tướng đánh chết, chính hối tiếc không thôi, nghĩ đến như thế nào cùng tiêu hoàng bàn giao đâu thẳng đến đại trận bị phá ra thần trí của hắn không có bị hạn chế tìm được giang giật mới toàn thân thư giãn xuống tới giang lão đệ a à, không phải để ngươi không nên chạy loạn sao ngươi có thể làm ta sợ muốn chết tiêu lãnh bay tới về sau một tấm mặt xấu không ngừng co rúm có chút ý trách cứ giang giật nghe nói như thế cũng không có nửa điểm khó chịu ngược lại đối với tiêu lãnh có chút một tia hảo cảm bất luận hắn là thật lo lắng còn là bởi vì tiêu hoàng mạch lăng thu chỉ ít hắn đang lo lắng chính mình chết đi hắn khẽ mỉm cười nói lão tiêu a à, ta cũng không muốn đi loạn nhưng ta chúc thực lực ấy không đi đã sớm chết a à. nơi này có đại trận ta một người đều không có gặp được muốn trở về tìm ngươi lại tìm không thấy cuối cùng không phải phó các chủ sợ là ta đã sớm treo cũng là tiêu lãnh gật đầu nói ta bắt đầu không có chú ý nơi này có mê trận là của ta sơ sẩy ông tiêu lãnh trong tay xuất hiện mười mấy mai tiểu minh châu trong đó còn có một viên đại Minh Châu, hắn toàn bộ ném cho Giang giật nói, Minh tướng Minh Châu có thể chống đỡ 10 cái tiểu Minh Châu, người nhiệm vụ hẳn là hoàn thành A à nếu không chúng ta bay thẳng trở về đi. Đợi chút đi, Giang giật muốn làm đến phía dưới cửu U lãnh hỏa, như thế nào lại rời đi tiêu lãnh xem thế cục đã khống chế, không có nguy hiểm cũng liền không còn kiên trì, hai người ngay tại giữa không chung đứng thẳng lặng lặng chờ đợi. rầm dầm dầm, bốn phương tám hướng chuyển đến vô số tiếng nổ, diệt ma các người đang đuổi giết hắc yêu thú. Hắc yêu thú tốc độ rất nhanh, nhưng cùng diệt ma chiến vương so vẫn có một ít tranh lệch, nhiều như vậy diệt ma các cường giả, triệt để chém giết hắc yêu thú hẳn là vấn đề thời gian. Xuống dưới các loại chờ đi, sang giật vừa rồi vận chuyển rất nhiều huyền hoàng chi lực, giờ phút này cảm giác thân thể có chút không chống nổi, hướng phía dưới một ngọn núi bay đi, xếp bằng ở đỉnh núi nghỉ ngơi tu luyện, tiêu lãnh đứng ở một bên thủ hộ. Quả nhiên, một hưu hơi thở một loại cảm giác mệt mỏi nhanh chóng chuyển đến, cái này huyền hoàng chi lực vận dụng đến càng nhiều, đằng sau cảm giác mệt mỏi càng mạnh. Giang giật kém chút đều mê man đi qua, nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ mới khôi phục tới. Ta luyện luyện phi hành, tại cái này tu luyện không cách nào tĩnh tâm, Giang giật dứt khoát vây quanh sơn phong tại bốn phía nhanh chóng phi hành, thích ứng mặt đất trọng lực, nắm giữ phi hành kỹ xảo. Trước kia Giang giật liền sẽ bay đi, bay một đoạn thời gian rất nhanh có thể nắm giữ cân bằng nhanh chóng phi hành. Tốt, một canh giờ sau, vô số người đều trở về, phó các chủ mấy người cũng trở về, phía dưới trong vực sâu hai tên diệt ma chiến thần cũng bay đi lên, một người trầm giọng truyền âm nói, trong vực sâu có một ít linh dược, đại gia có thể đi đào đào, thử thời vận. Chúng ta chờ người bọn họ một canh giờ, một canh giờ sau vẫn chưa trở lại, chính mình hồi trở lại hồng ma thành đi. Mặt khác, nhớ kỹ khác đừng thả vực sâu dưới đáy, nơi đó có cửu u lãnh hỏa, vô cùng nguy hiểm. Hiu hiu hiu, phụ cận sơn phong trên vách đá dựng đứng sớm đã có rất nhiều người trở về, giờ phút này nghe được phó các chủ lập tức hướng trong vực sâu bay đi. Giang giật trong mắt chợt lóe sáng, hắn vẫn còn muốn tìm lấy cớ lưu lại, chờ mọi người đi lại đi phía dưới. Có như thế cơ hội tốt đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hắn hướng tiêu lãnh khoát tay áo nói, lão tiêu, người tại cái này các loại chờ ta xuống dưới đi dạo. Tiêu lãnh mặt xấu xí lay động, truyền âm nói, chưa đi, không có gì tốt đồ vật, có đồ tốt sớm bị kia hai cái lão ra hỏa lấy đi. Bọn hắn ở phía dưới lâu như vậy, liền là đang đào linh dược. Các người diệt ma các mặc dù coi như đoàn kết, nhưng vạn nhất lặng lẽ có người ra tay với ngươi đâu giang giật làm sao có thể không đi hắn chẳng hề để ý khoát tay nói không có việc gì không có việc gì không có người nghĩ nghiêm trọng như vậy ta liền xuống dây vào tìm vận may rất nhanh liền trở về lão tiêu ngươi không cần đi theo nói xong giang giật trực tiếp hướng xuống mặt bay đi tiêu lãnh không yên lòng đi theo giang giật nhức cả trứng cuối cùng cắn răng chuẩn bị nếu là tiêu lãnh một mực đi theo liền trực tiếp đi thu lấy hỏa diễm dù sao nhiều người như vậy ở phía dưới tiêu lãnh khẳng định không dám làm loạn. Đại trận phá vỡ, phía dưới hắc vụ sớm tán, bất quá vẫn như cũ có nhàn nhạt xương trắng. Vực sâu phi thường lớn, cũng rất sâu, ít nhất có mấy ngàn dặm sâu. Một đường bay đi, Giang giật có thể nhìn thấy rất nhiều diệt ma các võ giả tại bên bờ vực tìm, cũng có người đào ra một chút linh dược. Cái này vực sâu tồn tại rất lâu, gần nhất một cái diệt ma các tiểu đội toàn bộ bị giết, biến thành minh giới cho săn, mới gây nên diệt ma các chấn động. Bình thường nơi này không ai dám đến, linh dược tự nhiên rất nhiều, giang giật một đường hướng xuống mới bay đi, trả lại hắn đào được vài cọng linh dược, mặc dù không coi là đáng giá tiền, cũng coi là tiểu thu hoạch. Càng hướng xuống bay, nhiệt độ từ từ có chút biến hóa, rất kỳ dị là, phía dưới nhiệt độ thoáng cái trở nên cực hàn thoáng cái trở nên cực nhiệt, giang giật kinh ngạc hướng tiêu lãnh nhìn lại, cái sau giải thích nói, đây là cửu u lãnh hỏa, địa sát giới kỳ hỏa xếp hạng đệ tam 16, rất là bá đạo, không đạt tới diệt ma chiến vương cấp bậc tới gần hẳn phải chết, giống như bị dính vào, đoán chừng chiến vương đỉnh phong đều muốn trọng thương. Mạnh như vậy sau so cùng địa tâm kim diễm so sánh đâu giang giật tò mò hỏi. Địa tâm kim diễm, tiêu lãnh nhướng mày, suy nghĩ một chút nói, địa tâm kim diễm giống như xếp hạng thứ 50 mấy ảo à uy lực kém xa. Thật là khủng khiếp, chúng ta khác đừng áp quá gần. Giang giật giả bộ có chút e ngại nhìn xuống vừa mới mắt, nội tâm âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào đẩy ra tiêu lãnh. A, à, sau một lát tiêu lãnh trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phải phía dưới, ánh mắt lộ ra một tia kích động, hắn đôi mắt lấp lóe vài vòng đột nhiên truyền âm nói, giang giật, ngươi ở nơi này lấy đừng nhúc nhích, ta phát hiện một cái hi hữu độc hiềm, có giá trị không nhỏ, ta đi đem hắn bắt được, quay đầu bán phân ngươi một nửa. Ngươi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đi loạn a. Giang giật nội tâm vui mừng, liền vội vàng khoát tay nói, lão tiêu khách khí, ngươi tay đến linh vật là phúc khí của ngươi ta lại thế nào dám chia hoa hồng nhanh đi, nhanh đi, kể bên này nhiều người như vậy, không ai dám làm loạn, ta sẽ chờ ở đây ngươi. Tốt, tiêu lãnh bốn phía nhìn thoáng qua, gặp phụ cận thật có mấy chục người, hẳn là không người có như thế gan to, lập tức hướng xuống mới bay bắn đi. Giang giật chờ dây lát hóa thành một đạo hồng quang hướng một cái hướng khác bay đi, đồng thời vận chuyển huyền hoàng chi lực để tốc độ tiêu thăng, bay mấy chục dặm lúc này mới đột nhiên hướng xuống mới bay bắn đi. Lạnh quá, không, nóng quá, bay một hồi, Giang giật toàn thân đánh lên run rẩy, lập tức vừa nóng đến không được. Hạ xuống vạn trượng về sau, hắn không chống nổi lấy ra hỏa long châu, một cỗ năng lượng truyền lại vào đây loại kia lạnh nóng giao thế tư vị biến mất không thấy, tinh thần hắn đại chấn, tốc độ tăng nhanh mấy phần. Vận chuyển huyền hoàng chi lực về sau, giang giật tốc độ ít nhất có thể là so diệt ma chiến vương, rất nhanh liền đã tới vực sâu dưới đáy, tại một chỗ đất trũng bên trong, giang giật mông lung thấy được mấy chục đoàn rõ ràng màu vàng hỏa diễm. Đã như vậy gần khoảng cách cái này hỏa diễm cũng không thể tổn thương ta, kia Hỏa Linh Châu hẳn là có thể hấp thu hỏa diễm a. Giang giật đôi mắt nhất chuyển không thèm đếm xỉa, hắn phi thường thiếu khuyết cường đại thủ đoạn công kích. Đã gặp cường đại hỏa diễm, làm sao có thể từ bỏ hắn cắn răng hướng kia mấy chục đoàn hoàng bạch sắc hỏa diễm bay đi. Ha ha ha, không có việc gì, toàn bộ hấp thu. Tại đụng chạm cửu u lãnh hỏa về sau, giang giật phát hiện từng đoàn từng đoàn hỏa diễm nhanh chóng bị hấp thu vào hỏa linh châu bên trong lập tức mừng rỡ như điên chờ hỏa diễm toàn bộ sau khi hấp thu hắn thân thể lập tức hướng lên trên uổng phí bay đi hỏa diễm bị hấp thu phía trên cường giả khẳng định lại có giật mình bị người phát hiện liền sẽ hoài nghi trên người hắn có tích hỏa trí bảo hắn là theo trong thâm uyên ở giữa rơi vào tầm bảo người đều tại vách đá bốn phía sở dĩ không ai phát hiện hắn hắn nhẹ nhõm bay lên mấy vạn trượng khoảng cách lúc này mới phát hiện có một đạo thần thức đến bất quá người kia dò xét là hắn về sau lập tức thu về tiếp tục đào linh dược tốt giang giật quyết định phương hướng trở lại mới vừa rồi cùng tiêu lãnh tách rời địa phương gặp tiêu lãnh còn chưa có trở lại như chút được gánh nặng hắn hơi có chút kích động lấy ra hỏa linh châu muốn nhìn một chút kia mấy chục đoàn bảo bối hỏa diễm ngoá nhưng mà hắn dò xét đến một màn để hắn giận dữ không thôi hình được, nguyên thủy linh bảo cũng chính là cái kia tiểu thú thế mà tỉnh giờ phút này chính nhanh chóng thôn phệ cửu u lãnh hỏa mấy chục đoàn hỏa diễm đã bị nó thôn phệ hơn phân nửa chỉ còn lại không tới 10 đám chương 1389 cấp 7 nhiệm vụ dừng lại người tên tiểu xúc sinh này giang giật nổi giận hắn tân tân khổ khổ lấy được hỏa diễm đây chính là phi thường cường đại thủ đoạn công kích lại làm điểm còn lại hỏa diễm dung hợp được uy lực tuyệt đối rất biến thái đoán chừng thần vương đều không sợ ngược lại tốt bị nuốt hơn phân nửa mắt thấy còn lại một đoàn cũng mất Giang giật phi thường muốn đem cái này tiểu thú lấy ra, hay là đem còn lại một đoàn hỏa diễm lấy ra, hấp thu vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Vấn đề là phụ cận có người A, một khi bị nhân thần thức dò xét đến, tin tức truyền đến sẽ vô cùng phiền phức. Được rồi, dù sao hỏa diễm cũng không có một đoàn, Giang giật không dám mạo hiểm, liền để cái này tiểu thú tiếp tục thôn phệ. Hắn cảm ứng một phen, đột nhiên phát hiện một vấn đề, cái kia tiểu thú tựa hồ biến lớn mấy phần trước kia chỉ có đậu xanh lớn như vậy, giờ phút này biến thành ngón út lớn như vậy. Cái này tiểu thú chẳng lẽ là hỏa hệ thôn vệ hỏa diễm có thể trưởng thành. Giang giật nháy nháy mắt, giờ khắc này hắn vạn phần xác định một điểm, cái này tiểu thú tuyệt đối không phải phế vật. Có thể thôn vệ như thế cường đại hỏa diễm, còn có thể trưởng thành sẽ là phế vật đây tuyệt đối là phi thường tồn tại cường đại. Vấn đề là, cái này tiểu thú cùng hắn không có tinh thần liên hệ A, à, nói một cách khác đây không phải hắn linh sùng. Giang giật nghĩ nghĩ lại có chút nhức cả trứng, vạn nhất cái này tiểu thú trưởng thành đến nhất định tình trạng, phủi mông một cái đi khỏi đâu. Hưu, đợi một hồi tiểu thú đem còn lại hỏa diễm thôn vệ hoàn tất về sau, lại tiến vào cực hàn trong ngọn lửa chìm vào giấc ngủ. Phía dưới cũng truyền tới một đạo tiếng xé gió, tiêu lãnh trở về, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thật xa tự truyền âm nói, giang giật, lần này may mắn người nói muốn tới đảo bảo, ta cho tới một cái độc hoàng thiềm, ít nhất giá trị 500 vạn thần nguyên. 500 vạn, giang giật hổ khu chấn động, không nghĩ tới thật là có đại thu hoạch, sớm biết tiêu lãnh nói đúng nửa phần hắn tự không chậm trễ. Đây chính là 250 vạn thần nguyên A, chỉ là đã giả hào phóng, hắn chỉ có thể cười nói, không có quan hệ gì với ta, là lão tiêu ngươi vận khí tốt. Lần này xác thực vận khí tốt, tiêu lãnh gật đầu nói, lúc đầu độc hoàng thiềm hướng xuống mặt trốn, phía dưới cửu u lãnh hỏa mặc dù đốt không chết ta, nhưng tốc độ lại có ảnh hưởng rất lớn, rất có thể sẽ bị nó chạy. Kỳ quái là, hỏa diễm thế mà đột nhiên biến mất, ta lúc này mới thành công cầm xuống, xem ra là lão thiên gia đang giúp ta. Lão thiên gia cái rắm là tiểu gia giúp ngươi. Giang giật nội tâm thầm mắng, lần này biến thành hắn không thu hoạch được gì, ngược lại giúp tiêu lãnh đại ân. 500 vạn thần nguyên đối với tiêu lãnh tới nói cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn, tâm tình của hắn rất không tệ, còn hỏi Giang giật muốn hay không tiếp tục tìm kiếm linh dược. Không tìm, trở về đi. Giang giật hứng thú tẻ nhạt, khoát tay áo, tiêu lãnh mang theo hắn bay đi lên. Phía trên 10 chiếc thần châu đã sớm đang chờ đợi, rất nhiều người cũng quay về rồi, nhiệm vụ lần này rất viên mãn, chỉ có 5 cái quỷ xui xẻo bị minh tướng đánh giết, còn lại chỉ có mười mấy người thụ thương mà thôi. Đi, các loại chờ đã đến giờ, phó các chủ ra lệnh một tiếng, 10 chiếc thần châu gào thét mà đi. Giang giật cùng tiêu lãnh một đường ngồi xếp bằng tu luyện nghỉ ngơi, chờ trở lại hồng ma thành về sau, phó các chủ cùng giang giật hàn huyên vài câu tự phân biệt truyền tống rời đi. Tiêu lãnh mang theo giang giật một đường truyền tống về đến, Giang giật là thành chủ, có thành chủ lệnh bài tại Lam ưng phủ là hoàn toàn miễn phí. Duy nhất không tốt một điểm là linh hồn yếu, truyền tống vài chục lần cần nghỉ ngơi mấy canh giờ. Trở lại thần ưng bộ lạc giao nhiệm vụ, Giang giật chiến công biến thành gần 2 vạn. Lần này Minh Châu cho tới rất nhiều, ngoài định mức đạt được hơn 5.000 điểm chiến công. Trước kia diệt ma các cho 10 vạn chiến công, đáng tiếc khi đó hắn không biết có nguyên thủy bí cảnh, sở dĩ dùng để tấn thăng diệt ma chiến vương. Bất quá không đạt tới diệt ma chiến vương cấp bậc, cũng không có miễn phí tiến vào nguyên thủy bí cảnh tư cách, coi như ngược lại là có lời một chút. Lão tiêu, ngươi xem nghỉ ngơi một chút, vẫn là tiếp tục nhận nhiệm vụ A. Giang giật nhìn một cái tiêu lãnh, cái sau suy nghĩ một chút nói, ngươi xem một chút nhiệm vụ đi, ta đem độc hoàng thiềm ném đi địa sát các bán, ngươi chờ ở tại đây ta. Tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, tiêu lãnh đi ra ngoài, Giang giật nhìn qua nhiệm vụ sảnh quản sự nói, gần nhất nhưng có chiến công thêm nhiệm vụ. Tuần liệp sử chờ một lát, ta trước điều tra thêm, Quản sự lấy ra một phần hồ sơ cẩn thận lật xem, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ mới ngẩng đầu nói ra, đại nhân quyền hạn bên trong có thể tiếp nhiệm vụ, chiến công nhiều nhất có ba cái, một cái thất cấp, một cái cấp 6, một cái cấp 5, đại nhân chính ngươi xem một chút đi. Giang giật tiếp nhận nhiệm vụ sách liếc mấy cái, sắc mặt biến đến ngưng trọng, ngũ cấp nhiệm vụ rất an toàn, đáng tiếc chiến công chỉ có 4.000 điểm, cấp 6 nhiệm vụ độ an toàn cũng phi thường tốt, nhưng chiến công chỉ có 6.000 điểm quá ít. Cấp 7 nhiệm vụ chiến công phi thường phong phú, đạt đến 4 vạn điểm, nhưng căn cứ nhiệm vụ bên trên giới thiệu vô cùng nguy hiểm, rất có thể tiêu lãnh sẽ không đồng ý. Cái này cấp 7 nhiệm vụ là giết người. Giết một cái diệt ma các cùng địa sát quân liên hợp phát ra lệnh truy nã ác đồ, người này đã từng huyết tẩy một cái thành nhỏ cùng bộ lạc, bà ngoại nho nhỏ đều chưa thả qua, toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Nhận được tin tức người này ra Lam ưng phủ cùng cát vàng phủ chỗ giao giới loa vân sơn mạch, ai có thể sách theo đầu của hắn trở về, liền có thể đạt được 4 vạn điểm chiến công. Người này đã từng là Lam ưng phủ diệt ma các một cái đại thống lĩnh, tinh thông ám sát chi thuật, nhiệm vụ này đoán chừng toàn bộ địa sát giới diệt ma các đều phát ra tới, tự xem ai có thể đánh giết hắn. Người này cấp bậc là diệt ma chiến thần, cùng tiêu lãnh một cái cấp bậc, mặc dù là hạ giai chiến thần, tiêu lãnh là trung giai thiên sát, nhưng đối phương tinh thông ám sát chỗ, giờ phút này lại tiềm phục tại địa hình phức tạp loa vân sơn mạch, một cái không tốt tiêu lãnh đều muốn bị chém giết. thế nhưng là bốn vạn điểm chiến công thật rất mê người a à. giang giật không dám làm loạn sẽ chờ ở đây tiêu lãnh trở về. quản sự liếc nhìn giang giật lại đột nhiên thấp giọng nói ra cần liệp sử người có tiêu lãnh đại nhân hỗ trợ kỳ thật nhiệm vụ này phi thường tốt tiếp. theo nội bộ tin tức cái kia ác đồ tại cát vàng phủ phạm tội bị một cái đại gia tộc truy sát bản thân bị trọng thương một cái chân đoạn mất dùng tiêu lãnh đại nhân thực lực nhẹ nhóm có thể đánh giết. nội bộ tin tức giang giật trong mắt lóe lên một tia đề phòng quét cái này quản sự hai mắt trầm giọng hỏi người tin tức này ở đâu ra vì sao muốn nói cho ta hắc hắc quản sự lấy lòng cười cười nói đại nhân ta gọi trần cổ là trần thống lĩnh đường đệ đại bá ta ngay tại lam ưng phủ diệt ma Các cũng là tại nhiệm vụ sảnh làm quản sự người này từng tại lam ưng phủ diệt ma Các cùng rất nhiều đại nhân vật coi như có giao tình sở dĩ đều không muốn nhận nhiệm vụ đây đối với đại nhân tới nói là một cơ hội a à nha Giang Giật đã hiểu Trần thống lĩnh giờ phút này ngay tại Thần ưng thành tiếp quản một cái địa sát quân, cái này quản sự hẳn là nghĩ chính mình trọng dụng Trần thống lĩnh đi, làm ưng phủ nhiệm vụ sảnh quản sự có thể biết một chút tình báo vậy cũng bình thường. Giang Giật nội tâm cảnh giác biến mất, nhẹ gật đầu trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ. Cơ hội tốt như vậy hắn làm sao có thể bỏ lỡ? Quay đầu nói cho Tiêu lãnh cũng sẽ không nói cái gì a. À, dù sao cái này ác đồ đều đoạn mất một cái chân, dùng Tiêu lãnh thực lực có thể nhẹ nhóm chém giết. Việc này không nên chậm trễ. Nhiệm vụ này đoán chừng rất nhiều người đều tiếp, ai có thể chém giết liền muốn xem ai đi nhanh. Sang giật vội vàng rời đi diệt ma các đi thần ưng thành, nhìn xem bên trong thành là có phải có sự tình, lần này hắn còn chuẩn bị lấy việc công làm việc tư mang lên mấy tên địa sát quân thần vương. Lần trước là diệt ma các nội bộ nhiệm vụ không tốt dẫn người, lần này đi dã ngoại hoang vu vẫn là đơn độc hành động, tự nhiên không quan trọng. Lại nói, cho dù có người khiếu nại, không phải có tiêu hoàng cùng mạch lăng thu chịu lấy sao. Các chủ, Giang giật tiếp nhiệm vụ kia. Giang giật không biết là, tại hắn vừa mới rời đi diệt ma các, tên quản sự kia tự vội vàng đi hậu viện, gặp mặt hiên viên lăng yên. Hiên viên lăng yên như nước mùa xuân đôi mắt hiện lên mỉm cười, vuốt cằm nói, rất tốt, chuyện kế tiếp ngươi không cần phải để ý đến. Nhớ kỹ, nhiệm vụ này là giang giật chính mình tiếp, không có quan hệ gì với ngươi, cùng ta. Cũng không có bất kỳ quan hệ gì, chương 1390, ăn cướp trắng trợn. Không được, tiêu lãnh trở lại giang phủ, nghe được Giang Giật nói lên nhiệm vụ lập tức bác bỏ, hắn lạnh giọng nói ra, Giang Giật, lần trước người thiếu chút nữa xảy ra chuyện, nếu người chết ta như thế nào cùng tiêu hoàng mạch đại nhân bàn giao, lần này tuyệt đối không thể lại mạo hiểm. Chờ chút, Giang Giật khoát tay áo ra hiệu tiêu lãnh an tâm chớ vội, hắn trầm giọng nói ra, lần này ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn bốn tên thần vương đỉnh phong đi, nhiệm vụ lần này tại giã ngoại hoang vu. Trọng yếu nhất chính là diệt sát đối tượng thụ trọng thương, một cái chân đều đoạn mất. Lão tiêu A, thực lực của ngươi diệt sát hắn không khó a à. Gãy chân, tiêu lãnh trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi theo kia có được tin tức đây có phải hay không là cái cạm bẫy? Hẳn không phải là, Giang giật lắc đầu nói, nhiệm vụ sảnh quản sự cho ta tình báo, hắn ca ca giờ phút này trưởng quản một cái địa sát quân, đoán chừng là nghĩ lấy lòng ta đi. Tiêu lãnh nghĩ nghĩ, vẫn là không yên lòng, đưa tay nói, nhiệm vụ tư liệu đâu. Giang giật lấy ra một phần tình báo, đưa tới tiêu lãnh nhìn lướt qua hoảng sợ nói, là hắn. Ngươi biết, Giang giật có chút kinh ngạc, tiêu lãnh gật đầu nói, Lam ưng phủ không biết hắn người thật đúng là không nhiều, người này đã từng là Lam ưng phủ diệt ma các một cái nhân vật hung ác, có một cái diệt ma các cùng địa sát các xung đột, hắn một người liền xử lý chúng ta năm cái thiên sát, trong đó có một cái so thực lực của ta còn mạnh hơn. Mạnh như vậy, Giang giật nuốt nước miếng một cái, nội tâm chìm xuống dưới, xem tình huống nhiệm vụ lần này là ngâm nước nóng, Hắn có chút hoài nghi hỏi, không phải nói người này chỉ là hạ giai diệt ma chiến thần sao vì sao chiến lực mạnh như vậy? Bởi vì hắn có hai loại phi thường cường đại thần thông. Tiêu Lãnh trên mặt rất là ngưng trọng, giải thích nói, một loại là ẩn trốn chi thuật, hành tẩu lúc như quỷ ảnh, không có bất kỳ cái gì âm thanh, không đạt tới thượng giai diệt ma chiến thần rất khó dò xét, giống như hắn thực lực là toàn thịnh thời kỳ, tới gần ta vạn trượng khoảng cách, có thể ta đều không thể phát giác. Mặt khác hắn còn có một loại thần thông gọi độc trảo. Bị hắn tới gần người coi như mặc thượng phẩm thần khí chiến giáp hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan, phi thường khủng bố. Người này tất cả mọi người quên đi tên thật của hắn, chỉ gọi hắn Độc Linh, ngụ ý là có độc u linh. Người này thậm chí bị truyền là mỹ ảnh tộc bên ngoài ám sát thuật người khủng bố nhất. Mỹ ảnh tộc, Giang giật nội tâm đau xót, nhớ tới Y Phiêu Phiêu, hắn có chút thất vọng nói ra, giống như thực sự quá nguy hiểm, người không có nắm chắc, nhiệm vụ này coi như xong đi. Không, Tiêu Lãnh khoát tay áo nói giống như tình báo của ngươi là thật, nhiệm vụ này có thể làm, có thể giết chết hắn, tại tiêu gia ta cũng coi như lập công. Tiểu tử ngươi là phúc tinh, nhiều lần không chết ngược lại có hậu phúc, đi theo ngươi nói không chừng lại có thể có thu hoạch. Lần trước bởi vì Giang Giật đạt được một cái độc hoàng thiềm, tiêu lãnh có chút xấu hổ, hắn nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta trước tìm xem người tìm hiểu tình hình bên dưới báo, giống như tình báo là thật, chúng ta tự đi một chuyến. Một cái gãy chân độc linh, ta còn là có nắm chắc giết chết. Tiêu lãnh quay người đi ra phía ngoài, đi thông qua địa sát các điều tra tình báo. Giang giật thì đưa tới cổ mộc, để hắn đi tìm một chút cường đại linh hồn trí bảo. Hắn phải không ngừng nhận nhiệm vụ, linh hồn quá yếu tổng không phải cái biện pháp, truyền tống vài chục lần liền muốn nghỉ ngơi, tiêu lãnh đều chờ đợi phiền. Cổ mộc dạo qua một vòng liền trở lại, thấp giọng bẩm báo nói, chủ nhân, có tin tức nói cuồng thần bảo gần nhất đạt được một kiện thượng phẩm linh hồn tiên thảo thất diệp lan, bất quá ra giá 500 vạn thần nguyên. Cuồng thần bảo, giang giật ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống hắn vừa tới thần ưng thành tranh lệch điểm tựu bị cuồng thần bảo giết chết đoạn thời gian trước hắn nhất thời quên đi cổ mộc nói chuyện hắn mới nghĩ tới hắn trầm ngâm một lát đứng lên nói đi đi cuồng thần bảo cổ mộc khẽ giật mình giữ chặt giang giật nói chủ nhân chúng ta thần nguyên không đủ a à? không dụng thần nguyên giang giật nhếch miệng cười nói ta mua đồ không dụng thần nguyên cái này cổ mộc biến sắc liên thanh nói ra chủ nhân ngươi đừng làm loạn a à cuồng thần bảo cũng không phải chỉ có thần ưng thành có, tại địa sát giới ít nhất có mấy trăm tòa phân lâu đài, bọn hắn thế lực sau lưng rất cường đại. Ta tự có phân tắc, Giang giật cũng không giải thích, hắn biết rõ cuồng thần bảo bối cảnh rất mạnh, nếu không sớm đã bị diệt có lẽ bị gồm thâu, bất quá mạnh hơn bối cảnh có thể to đến qua mạch lăng thu sao Giang giật không phải mạch lăng thu người, nhưng ngoại giới lại cho là hắn là. Đã như vậy Giang giật như thế nào lại lãng phí dựa thế cơ hội cuồng thần bảo một mực không có tìm bọn họ để gây sự, lần này dọa dẫm một gốc linh dược cũng không quá phận a à. hai người ra khỏi thành cổ mộc lo lắng bất an lấy ra thần châu bay thẳng mặt phía bắc cuồng thần sơn lần trước giang giật hao tốn một ngày một đêm thời gian lần này có thần châu tốc độ nhanh hơn vẻn vẹn nửa canh giờ tựu đã tới cuồng thần sơn bên trên ông thần châu tại cuồng thần bảo bên ngoài dừng lại giang giật cùng cổ mộc bắn ra bên ngoài có một đám thần tướng hộ vệ nhìn thấy giang giật đầu tiên là khẽ giật mình cảm giác có chút quen mặt lập tức kịp phản ứng toàn bộ một gối quỳ xuống nói tham kiến thành chủ đại nhân. Giang giật không có phản ứng bọn hắn, không nói một lời mang theo cổ mộc hướng bên trong đi đến. Mới vừa tiến vào đại điện, Giang giật người quen biết cú hạ thống lĩnh tựu nhanh chân đi đến, thật xa tựu cười nói, ha ha ha, hôm nay trước kia ta liền thấy hậu viện phong linh hoa mở ra, ta một mực buồn bực hôm nay có chuyện gì tốt phát sinh nguyên lai là thành chủ đại nhân đại giá quang lâm a. Hạ thống lĩnh tựa hồ quên đi ngày đó cùng Giang giật ân oán, hai đầu mày trắng có chút run run, cười tươi như hoa, giang giật cũng cười rất rực rỡ, khoát tay nói, hạ thống lĩnh khách khí, ta liền tùy tiện tới đi dạo. Hoan nghênh hoan nghênh, hạ thống lĩnh dùng tay làm dấu mời, còn có chút ô oán nói ra, đại nhân, lần trước ta đi bái phỏng ngươi, ngươi thế nhưng là không có triệu kiến ta à, ta còn tưởng rằng đại nhân còn tại ghi hận ta đây. Sao lại thế, giang giật mặt mũi tràn đầy thân thiết nụ cười nói ra, lần trước là bận biểu tu luyện, cổ mục biết đến, ta là một người đều không gặp, lão hạ ngươi sẽ không để tâm chứ. Hạ thống lĩnh liền vội vàng khoát tay nói, sao dám sao dám. Một đường vô nghĩa, hạ thống lĩnh mang theo giang giật tiến vào một cái trang trí phi thường xa hoa trong đại sảnh, hai tên tuyệt đỉnh mỹ nhân đi tới, phân biệt đứng tại giang giật cùng cổ mộc sau lưng cho hai người bưng trà đổ nước, sau đó còn ngồi xổm trên mặt đất cho hai người bóp cước đấm chân, một bộ có thể tùy ý tứ vì cái gì bộ dáng. Hạ thống lĩnh chỉ chỉ nước trà, giới thiệu thành chủ đại nhân, đây là lam lưới trà, chỉ có khách nhân tôn quý nhất ta mới bỏ được đến lấy ra, ngài nếm thử. Giang giật cùng cổ mộc uống một ngụm, cảm giác hoàn toàn chính xác khác biệt, đầu tiên là hơi có chút đắng chát, sau đó miệng lưỡi thơm ngát, một cỗ thấm người vị ngọt truyền đến, dư vị vô tận. Giang giật cũng không nói chuyện, cúi đầu đem nước trà chậm rãi uống xong, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hạ thống lĩnh nói, không tệ, không tệ. Quay đầu đánh cho ta bao một chút, cổ mộc hẳn là thiếu thần nguyên thì bấy nhiêu thần nguyên, nhớ rõ tính tiền. Hạ thống lĩnh vội vàng cười làm lành nói, đại nhân nói đùa, một điểm lá trà mà thôi, làm sao có thể muốn đại nhân tốn kém, kia là xem thường ta lão hạ A. À. Nhìn xem, nhìn xem, Giang giật chỉ vào hạ thống lĩnh đối cổ mộc, rất cảm khái nói ra, cái gì gọi là trượng nghĩa, cái gì gọi là nghĩa khí, hạ thống lĩnh liền là trượng nghĩa A, à, người bạn này ta giao định. Đúng vậy, hạ thống lĩnh trượng nghĩa tại thần ưng thành kia là nổi danh. Cổ mộc rất phối hợp nói tiếp, Ây, Hạ thống lĩnh nội tâm hơi hồi hộp một chút có loại dự cảm không tốt, Giang giật cái này ý không đúng. Quả nhiên, không lâu lắm Giang giật đứng lên, chắp tay nói, được rồi, lão hạ ta liền tùy tiện đến ngồi một chút, đi về trước. Quay đầu người có thời gian cũng đi thần ưng thành ngồi một chút, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi. Đúng rồi, ta gần nhất tu luyện thiếu một loại linh dược, vừa vặn nghe nói các ngươi cái này có. Cổ mộc, gọi là cái gì nhỉ, là thất diệp lan a lão hạ quay đầu cùng một chỗ cùng lá trả đóng gói đưa ta phủ thượng đi lần này ngươi cũng không thể miễn phí, nhất định phải trao sổ sách, các ngươi là làm ăn, không thể để cho các ngươi lỗ vốn đúng không cổ mộc nhớ rõ ít nhất cho một ngàn thần nguyên, lão hạ trượng nghĩa, chúng ta không thể để cho hắn khó xử. Phốc, hạ thống lĩnh vừa mới uống một hớp nước trà, thoáng cái phun tới, 500 vạn thần nguyên linh hồn trí bảo thất diệp lan, giang giật thế mà cho một ngàn hắn không bằng ăn cướp trắng trợn tốt. Trường 1391, Giang Giật, xem như ngươi lợi hại. Nếu như là mấy chục vạn thần nguyên đồ vật, Hạ thống lĩnh khẳng định cũng sẽ không cân nhắc trực tiếp đưa cho giang giật, cái này thất diệp lan giá trị 500 vạn, mà lại là giữ gốc giá. Trước đây không lâu tổng các còn truyền lời tới, giống như bán không ra giá cao tựu đưa đi địa sát thành đấu giá. Hạ thống lĩnh lại thế nào dám làm chủ đưa cho giang giật mà lại hắn cũng không có như thế lớn quyền lực. Hạ thống lĩnh kém chút muốn cho chính mình mấy bàn tay, có chút hối hận đắc tội giang giật. Bất quá khi đó giang giật chỉ là một thứ cận bá đừng nói hắn đổi lại bất luận kẻ nào cũng sẽ cùng hắn đồng dạng xử lý, hắn cắn răng, đứng lên nói, đại nhân dừng bước. Giang giật xoay người lại, nhìn qua hạ thống lĩnh nói, làm sao lão hạ người có chỗ khó. Hạ thống lĩnh gật đầu nói, đại nhân, không phải lão hạ không trượng nghĩa, lần này thật sự có khó xử. A à nha, Giang giật quay người vỗ vỗ hạ thống lĩnh bả vai nói, có chỗ khó chính mình vượt qua dưới, ta đi về trước, việc này tựu giao cho ngươi. Không phải, đại nhân, nhìn thấy Giang giật liền muốn rời khỏi, hạ thống lĩnh muốn tự tử đều có, người này làm sao ra mặt dày a? À? hắn bất đắc dĩ nói ra, đại nhân, thứ này ta không có quyền lợi làm chủ, sở dĩ mời đại nhân thứ tội. Bằng không đại nhân, chúng ta cái này còn có cái khác linh hồn loại tiên thảo, ta có thể làm chủ đưa đại nhân một chút. Không cần, Giang giật sắc mặt thay đổi bất thường, lạnh giọng nói ra, đã lão hạ không đem ta làm bằng hữu, vậy ta cũng không tiện mặt dạn mày dày muốn ngươi đồ vật. Cổ mộc, chúng ta đi thôi. Giang giật không tiếp tục để ý hạ thống lĩnh, nhanh chân đi ra phía ngoài, cổ mộc bước nhanh đuổi theo. Hạ thống lĩnh cắn răng, vội vàng đuổi theo một đường nói lời hữu ích, giang giật cũng rốt cuộc không có phản ứng, mang theo cổ mộc ra cuồng thần bảo lên thần châu. Phiền toái, hạ thống lĩnh đứng tại cuồng thần sơn nhìn qua thần châu gào thét mà đi, có loại dự cảm không tốt. Giang giật người này tính khí tại thần ưng thành được công nhận thẳng, có ân báo ân, có cửu báo cửu, lần này lau mặt mũi của hắn, rất có thể sẽ đối với cuồng thần bảo âm thầm trả thù dùng ám chiêu A. Ông, nghĩ nghĩ hắn cảm thấy không yên lòng, lấy ra một khối đặc thù đưa tin lệnh bài, đem giang giật sự tình truyền báo cho phía trên. Đưa tin xong hạ thống lĩnh có chút yên tâm lại, cuồng thần bảo bối cảnh rất mạch, nói không chừng phía trên phái một người xuống tới điều giải một phen chào hỏi, liền có thể nhất tiếu mẫn ân cừu. Hạ thống lĩnh trở về tòa thành bên trong, suy nghĩ vẫn là đem cái này thất diệp lan đưa đi địa sát thành, mặc dù thiếu một phân công trạng, nhưng thắng ở an toàn, nếu không lại có người nhớ thương tựu mã lạc qua bích báo vẻn vẹn qua một canh giờ bên ngoài tựu truyền đến một đạo cấp bách tiếng truyền báo một tên thần tướng đỉnh phong đội trưởng vọt vào quát khẽ nói hạ thống lĩnh không xong địa sát quân đem cuồng thần bảo vây lại cái gì hạ thống lĩnh bắn ra hắn nghĩ tới giang giật có thể sẽ trả thù có thể sẽ dùng ta ám chiêu lại không nghĩ rằng giang giật trả thù đến mức như thế nhanh chóng trả thù đến rõ ràng như thế thế mà trực tiếp điều động địa sát quân ông hắn lập tức lấy ra lệnh bài lần nữa đưa tin cho phía trên, lúc này mới quát lạnh nói, đi, đi ra xem một chút. Hạ thống lĩnh dẫn một đám người đi ra ngoài, bên ngoài quả nhiên đen nghịt đều là người, ít nhất có hơn ngàn, đồng phục mặc địa sát quân chiến giáp, lưu thống lĩnh tự mình dẫn đội. Lưu thống lĩnh, hạ thống lĩnh sắc mặt lạnh xuống, nhanh chân đi ra đi quát khẽ nói, các ngươi là có ý gì vì sao mang binh vây quanh chúng ta cuồng thần bảo. Lưu thống lĩnh một mặt lạnh buốt, trong tay cầm một tấm lệnh bài, nói thật có lỗi hạ thống lĩnh, chúng ta tiếp vào báo cáo, Cuồng thần bảo bên trong tiềm ẩn một tên tội phạm truy nã, chúng ta phụng mệnh điều tra, người tới đi vào lục soát tội phạm truy nã. Hạ thống lĩnh một cái lão huyết kém chút phun ra, cái này lấy cớ quá kém a à đây là trần trụi trả thù a à, liền tốt một chút lấy cớ đều chẳng muốn tìm. Địa sát quân lần này tới một ngàn, toàn bộ đều là thần tướng, chỉ có lưu thống lĩnh một tên thần vương, giống như Cuồng thần bảo muốn động thủ, có thể đem này một ngàn người toàn bộ lưu lại. Nhưng đây chính là địa sát quân, không phải địa sát các đệ tử đại biểu là địa sát quân chủ ý chí, bất kỳ người nào dám động địa sát quân, trừ phi không muốn tại địa sát giới lăn lộn, nếu không chỉ có một con đường chết. Hạ thống lĩnh không dám làm loạn, trơ mắt nhìn xem địa sát quân như hổ lang vọt vào, ở bên trong mười mấy cái thiền điện bên trong bốn phía điều tra. Rất nhanh bên trong tựu nháo nha nháo nhác khắp nơi, rất nhiều quý báu đồ vật cũng bị phá hủy, khách bên trong bọn họ kêu loạn chạy ra, một chút tiểu thư còn thét lên chạy loạn, tựa như tận thế tiến đến. Cái này cuồng thần bảo là Lam ưng phủ xếp hạng 10 vị trí đầu hắc thị tòa thành, không chỉ có riêng chỉ có thần ưng thành khách nhân, phụ cận một chút thành trì lớn nhỏ gia tộc công tử tiểu thư đều thích tới mua sắm bảo vật, hưởng lạc, du ngoạn. Bị điện sát quân như thế một làm, cuồng thần bảo sinh ý khẳng định phải rất xuống ngàn trượng. Thật có lỗi, hạ thống lĩnh cười làm lành lấy cho từng cái khách nhân bồi tội xin lỗi, trơ mắt nhìn xem cuồng thần bảo bên trong làm cho chướng khí mù mịt, nội tâm nổi giận tới cực điểm, nếu không phải địa sát quân hắn đã sớm động thủ giết người. Dòng giã lục soát một canh giờ, tại tất cả khách nhân chạy về sau, lưu thống lĩnh rốt cục mang theo địa sát quân ra. Hạ thống lĩnh cố nén lửa giận, lạnh giọng nói ra, lưu thống lĩnh có thể từng tìm tới tội phạm truy nã. Không có, lưu thống lĩnh rất tùy ý nói ra, đoán chừng tội phạm truy nã nhận được tin tức trước thời gian đi đi, hay là có được rất mạnh dịch dung thuật lặng yên xâm nhập vào trong đám người yên tâm đi. Hạ thống lĩnh việc này chúng ta hội theo vào, tuyệt đối sẽ không để ác đồ tại cuồng thần bảo nội loạn tới các ngươi tại chúng ta cảnh nội chúng ta có trách nhiệm thủ hộ các ngươi an toàn rất tốt hạ thống lĩnh giận quá mà cười cắn răng nói ra chuyện hôm nay ta đã báo lên hy vọng các ngươi thành chủ sẽ cho chúng ta hạ ra một hợp lý bản giao thành chủ lưu thống lĩnh lắc đầu nói việc này thành chủ không biết rõ tình hình a hắn đã bế quan chúng ta chỉ là tiếp vào báo cáo làm theo thông lệ thôi đương nhiên các ngươi hạ ra cảm thấy chúng ta có không hợp lý địa phương có thể hướng Lam ưng phủ trình bày chi tiết, hoặc là trực tiếp tìm quân chủ hiện lên bẩm. Sau khi nói xong, Lưu thống lĩnh vung tay lên nói, một hai ba đội trở về, 4 đội đội năm lưu lại, đem cuồng thần sơn phong tỏa, tội phạm truy nã lúc nào cũng có thể sẽ đến cuồng thần bảo phá hư, các người chú ý bảo vệ cẩn thận, tuyệt đối không thể để hung đổ sông tới. Lưu thống lĩnh mang theo 600 người trùng trùng điệp điệp bay lên mấy chiếc thần châu, lưu lại 400 người thì tại cuồng thần sơn hạ đề phòng. Lưu thống lĩnh ý tứ rất rõ ràng, đem cuồng thần sơn bảo hộ đứng dậy bất luận kẻ nào đều không cho phép vào đây oanh hạ thống lĩnh nổi giận một trưởng vỗ tại cuồng thần bảo bên ngoài trên mặt đất mặt đất bị tạc khai một cái hố to toàn bộ cuồng thần sơn cũng hơi tại lay động giang giật cái này quá độc ác phái người phong sơn nếu là che lại mấy tháng cuồng thần bảo tích lũy lâu như vậy tín dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát loại này hắc thị tòa thành quan trọng nhất tín dự một khi tín dự không còn tòa này cuồng thần bảo liền xong rồi giang giật xem như ngươi lợi hại. Hạ thống lĩnh cắn răng nghiến lợi quát khẽ, lập tức ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, thấp giọng cười lạnh, gần nhất tiểu thư vừa lúc xuất quan, tính tình của nàng nghe được việc này khẳng định nổi trận lôi đình A giang giật, cho tiểu thư tới, xem ngươi còn có thể thêm kiên cường chúng ta hạ ra mặt không là ai đều có thể đánh. chương 1392, cùng chết, hắc thị tòa thành, kia đại biểu bên trong có không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ vật. Chỉ cần có thần nguyên, ở bên trong thậm chí có thể cho ngươi bắt một đám ấu nữ cho ngươi đùa bỡn, có thể cho ngươi bắt một đám người tùy ý ngược sát, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có bọn hắn làm không được. Cuồng thần bảo tại địa sát giới có mấy trăm phân các, tại địa sát thành còn có một cái tổng các, tại địa sát giới tồn tại đã có thời gian ngàn năm. Đây chính là thượng giới ngàn năm, một cái tà ác hắc ám đồ vật có thể tồn tại thời gian dài như vậy, bản năng liền có thể nói rõ một vấn đề cuồng thần bảo thế lực sau lưng rất cường đại, đây cũng là hạ thống lĩnh không có khuất phục nguyên nhân hạ gia quả nhiên rất mạnh a. À. Giang giật giờ phút này trên tay liền cầm lấy một phần hạ gia tư liệu, cũng không phải là rất hoàn thiện, nhưng cũng đem hạ gia thế lực đại khái ghi chép rất rõ ràng. Hạ gia cũng là bản thổ thần tộc, là địa sát giới bản thổ 10 đại thần tộc một trong, bất quá cùng hiên viên gia so sánh vẫn còn có chút tranh lệch. Loại này cổ xưa lão đại tộc xúc tu dọc theo toàn bộ địa sát giới, mỗi cái địa phương đều có thế lực của bọn hắn, địa sát các, diệt ma các chiến thần các đều có người, mà lại không ít còn chức cao trọng quyền hạ ra chỗ dựa lớn nhất, Giang giật gặp qua ánh mắt của hắn. Chính là địa sát giới chiến thần các tổng các chủ cửu thiên vũ, hạ gia tộc trưởng nữ nhi là cửu thiên vũ một cái tiểu thiếp mà lại phi thường được sủng ái. Cái này tiểu thiếp nhi tử, giờ phút này vẫn là chiến thần các lam ưng phủ phân các phó các chủ. Khó trách hạ thống lĩnh vì chỉ là 500 vạn thần nguyên tựu dám không nể mặt ta, nguyên lai là có như thế lớn ỷ vào a à. Giang giật cười nhạt một tiếng xem thường, bên cạnh cổ một cùng lưu thống lĩnh sắc mặt cũng rất ngưng trọng, Cổ mục không dám nói gì, Lưu thống lĩnh vẫn là khuyên nhủ Thành chủ a à, làm ồn ào còn kém không nhiều lắm, khác đừng chờ thêm mặt người tới, đến lúc đó song phương đều xuống đài không được, việc này làm lớn chuyện đối với ngươi không có chỗ tốt. Giang giật không nói chuyện, chỉ là nhìn Lưu thống lĩnh một hồi, mới nhẹ giọng hỏi lão Lưu người sợ sao? Ta sợ cái gì? Lưu thống lĩnh ngược lại cười rất kiên định nói ra Thành chủ tại ngươi bổ nhiệm ta làm phó thành chủ một khắc này tiểu lão nhân cái mạng này cũng là của ngươi ta là lo lắng ngươi. Ha ha, Giang giật mỉm cười, tính trước kỹ càng u u nói ra, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Tại Giang giật cuối cùng bốn chữ nói xong, lưu thống lĩnh cùng cổ mộc không hiểu an lòng xuống tới. Hai người liếc nhau 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 có chút chấn kinh ngạc, tại vừa rồi Giang giật thế mà để cho hai người đều có loại tin phục cảm giác, tựa hồ đi theo hắn vấn đề gì đều không phải là vấn đề, trẻ tuổi như vậy cảnh giới như thế thế mà có thể có như thế đặc thù khí chất, đây là một trời sinh làm thống soái nhân vật A hai người không nói thêm lời lưu thống lĩnh xuống dưới bố trí an bài giang giật nhắm mắt dưỡng thần không có qua quá lâu tiêu lãnh thế mà trở về hắn vừa tiến đến tựu bất đắc dĩ nói ra tiểu tử ngươi làm sao đi trêu chọc cuồng thần bảo có người bày nói cho ta để ngươi điệu thấp ta đừng quá ngông cuồng dễ dàng xảy ra chuyện đến rồi hạ ra phản công đến mức như thế nhanh chóng tại giang giật ngoài ý liệu mà lại thế mà cái thứ nhất vẫn là tiêu lãnh khóe miệng của hắn lộ ra một tia đùa cợt nói lão tiêu a ta hôm nay tiểu cùng cuồng thần bảo khiêng lên, ngươi lựa chọn giúp ai a? À? Ta giúp cái giám, tiêu lãnh tấm kia mặt xấu vặn vẹo mấy lần, đặt mông tòa hạ nói, tiểu tử ngươi muốn chơi, chính ngươi đi chơi, ta ai cũng không bang. Ngươi có thể chịu nổi áp lực, ngươi tiểu tiếp tục đùa đi. Ha ha, Giang giật nhếch miệng cười nói, vẫn là lão tiêu trưởng nghĩa, ngươi tiểu xem kịch đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn lần này áp lực lớn bao nhiêu. Rất lớn, tiêu lãnh trợn trắng mắt nói, ta đoán chừng ngươi chẳng mấy chốc sẽ không chống nổi. Xa xa xa, tiêu lãnh còn chưa nói xong, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân, Hà Vĩ bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, giang giật, hiên viên các chủ tới. Đợt thứ hai đến rồi, giang giật khóe miệng nụ cười càng thêm nồng nặc, hắn mặc dù cười thanh âm cũng rất lạnh, trầm giọng nói, không thấy, liền nói ta đang bế quan. Nhiêu, tiêu lãnh giơ ngón tay cái lên, liền bản thân các chủ đều không thấy, giang giật lần này xem ra chuẩn bị ăn thua đủ. Cổ mộc âm thầm thay giang giật lau một vệt mồ hôi, đây là muốn triệt để đắc tội hiên viên lăng yên tiết tàu A, thật tình không biết. Giang giật trước đó đã không sai biệt lắm cùng hiên viên, viên lăng yên vạch mặt. Khanh khách, một đạo tiếng cười đột nhiên ở trong đại điện vang lên, hiên viên lăng yên thế mà truyền âm vào đây, Giang thành chủ thật là khí phách, thế mà ngay cả ta đều không thấy. Tốt A, à, tiểu nữ tử kỳ thật cũng không muốn gặp Giang thành chủ, ta chỉ muốn nói một câu chuyện lần này ngươi quá lửa, chúng ta làm ưng phủ diệt ma các phân các có cái đại nhân vật truyền lời, người cái này tuần liệp sử có phải hay không không muốn làm. Ha ha ha, Giang giật tính bướng bỉnh đi lên, cười to nói, hiên viên các chủ, người cũng giúp ta mang câu nói trở về đi, lần này ta còn tự ăn thua đủ, hắn thích thế nào chỗ sao thế. Kia Giang thành chủ chính mình trân trọng, hiên viên lăng yên thời gian dần trôi qua đi xa, hiển nhiên đã rời đi Giang phủ về tới diệt ma các. Tiêu lãnh mặt xấu xí lộ ra một tia phi thường nụ cười khó coi, tuyết miệng nói tiểu tử, có dũng khí cái này tuần liệp sử hoàn toàn chính xác không có gì chim dùng, không được ngươi ngưu phản diệt ma các, đến chúng ta địa sát khác được rồi. Xả đàn, Giang giật có chút im lặng nói ra, chỉ cần diệt ma các không phụ ta, ta là tuyệt đối không làm phản, lão tiêu ngươi không muốn châm ngòi ly gián A. Hắc hắc, tiêu lãnh hèn hạ cười một tiếng, đột nhiên truyền âm nói, độc linh sự tình, ta đã để cho người ta đi điều tra, đoán chừng rất nhanh có tin tức hồi báo. Bất quá, ngươi làm ra như vậy một kiện sự tình, người dám đi làm nhiệm vụ vạn nhất hạ ra người ám sát người đây. Ta sợ cái gì, Giang giật cười lạnh nói, cùng lắm thì ta mang lên một ngàn địa sát quân, dù sao tại Lam ưng phủ truyền tống là miễn phí. Hạ ra dám diệt một ngàn địa sát quân bọn hắn không sợ địa sát quân chủ đem bọn hắn ra tộc tiêu diệt. Người lợi hại, tiêu lãnh bó tay rồi, địa sát quân chủ có nghiêm lệnh, không phải mang theo sát quân tiếp việc tư, Giang giật đây là vò đã mẻ không sợ rơi a. À căn bản không sợ phía trên trách cứ, cũng không sợ đem chính mình tiền đồ làm hỏng A. À. Ba người an vị tại tòa thành bên trong, lặng lặng chờ đợi, 7-8 canh giờ về sau, chính chủ rốt cuộc đã đến. Thành chủ đại nhân, Hà Vĩ cùng Lưu Thống Lĩnh cùng đi vào đây, Lưu Thống Lĩnh sắc mặt ngưng trọng bẩm cửu thiên gia lục công tử, hạ gia tam tiểu thư, làm ưng phủ chiến thần các các chủ cùng nhau mà đến. Giờ khắc này ở thần ưng thành chiến thần các mới các chủ vinh uy cùng đi, chính hướng giang phủ chạy đến tt tê tê, cổ mộc hít vào mấy cái hơi lạnh tự liền tiêu lãnh khóe miệng đều có rúm tới thật nhiều đại nhân vật a à, coi như tiêu lãnh đều không chống nổi dù sao đắc tội quá bao lớn nhân vật về sau còn thế nào hỗn suất đầu a à. bá, bá bá, mọi người đưa ánh mắt về phía giang giật muốn nhìn một chút hắn ứng đối ra sao ai ngờ giang giật duỗi lưng một cái ngáp một cái hướng hành lang đi đến tại hành lang khẩu tài quay đầu nói ra ta buồn ngủ đi trước ngủ một hồi vậy ai ai tới để các nàng trở lấy liền nói ta đang bế quan tu luyện. Giang giật tiếng bước chân càng ngày càng xa, tiêu lãnh bọn người liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Dám để cho cửu thiên vũ tôn tử, hạ gia tam tiểu thư, làm ưng phủ chiến thần các các chủ ba cái đại nhân vật trở lấy. Sợ là chỉ có giang giật A coi như tiêu hoàng đều phải khách khí tiếp kiến A. chương 1393, sàn nhà rất đắt. Địa sát giới lão đại không cần phải nói là địa sát quân chủ, dù sao cũng là địa đầu xa, mà lại hắn có một loại kỳ dị thần thông, liền thiên giới một vài đại nhân vật đều rất kiêng kỵ kinh khủng thần thông. Địa sát giới nhị ca thì không thể tranh cãi là cửu thiên vũ, địa sát giới chiến thần tổng các các chủ. Chiến thần các là cả giới nhất lực lượng cường đại, là chống cự minh giới trung kiên nhất lực lượng, cũng là hội tụ nhân tộc một nửa cường giả quái vật khổng lồ. Chiến thần các là bốn vị đại đế liên hợp sáng lập, tại nhân tộc có được rất sức uy hiếp mạnh mẽ, ai dám cùng chiến thần các là địch, cái kia chính là muốn chết. Sở dĩ tại địa sát giới, cửu thiên cái họ này đại biểu cho vô thượng quyền uy, cửu thiên gia tộc còn có một cái phi thường kỳ dị tộc uy, giống như không thông qua gia tộc khảo hạch, là không có tư cách dùng cửu thiên cái họ này, ở bên ngoài không phải nói là cửu thiên con em của gia tộc. Hôm nay thần ưng thành tới một vị cửu thiên gia tộc công tử, còn là một vị phi thường được sủng ái công tử, không được sủng ái như thế nào lại tuổi còn trẻ liền trở thành lam ưng phủ chiến thần các phó các chủ. Thần ưng thành các chủ vinh uy là từ bên ngoài điều tới, la phủ sau khi chết bên này chiến thần các phân các dù sao cũng phải có người cầm lái vinh huy vận khí không tệ chỉ có thượng giai thần vương thực lực lại trở thành thần ưng thành tiểu các chủ bất quá giờ phút này vinh huy cảm giác đến thần ưng thành là một cái phi thường không sáng suốt lựa chọn trước kia hắn là một cái khác thành chỉ phó các chủ xem tình huống chuyện hôm nay tình như xử lý không tốt hắn liền phó các chủ vị trí đều giữ không được giang giật cái này cầu tạp toái vinh huy một đường hùng hùng hổ hổ không ngừng Giang giật đem cuồng thần bảo cho Phong, cử thiên công tử hạ tiểu thư khẳng định hội liên quan đem hắn cũng ghi hận. Theo mấy người nhìn thấy ánh mắt của hắn không có vẻ tươi cười đó có thể thấy được, tại địa bàn của hắn xảy ra chuyện, bất luận là nguyên nhân gì, chỉ ít người ở phía trên liền sẽ cho là hắn không có năng lực.